Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong một bản điểm tin tuần rất là quen thuộc trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng để chúng ta có những cái review lại tất cả những cái phân tích định lượng thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái thời gian vừa qua. Sau đó thì chúng ta sẽ đi view lại các cái mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành cơ bản mà team của chúng ta thường xuyên theo dõi, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài ý về phân tích nhận định về xu hướng thị trường trong tuần cuối cùng của tháng 2. Thế thì chúng ta vừa có một cái kỳ nghỉ lễ Tết tương đối là dài và chúng ta đã có một cái thời gian nghỉ ngơi khỏi thị trường, đúng không ạ? Và có những cái hoạt động vui chơi giải trí cùng gia đình, cũng như chúng ta tái tạo lại năng lượng sau một năm chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Chiến đấu với ông Mr. Thị trường rất là mệt. Thì đây cũng là cái bản tin đầu tiên của năm mới, thì Hùng Lê xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới cộng đồng nhà đầu tư, những anh chị em đã đồng hành cùng với Hùng Lê trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Một năm mới luôn luôn là mạnh khỏe, chúng ta sẽ gặp nhiều thành công, gặp nhiều may mắn trên thị trường chứng khoán, và chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta hoàn thiện hơn những cái kỹ năng của chúng ta để chúng ta chiến đấu lại với ông Mr. Thị trường. Và chúng ta cùng kỳ vọng một năm 2021 của chúng ta sẽ là một năm rất là thành công thị trường chứng khoán Việt Nam. Rồi về thị trường thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta có một cái kỳ nghỉ lễ. Thế thì chúng ta có hai phiên khi mà Hùng ra bản tin tuần video số 142 thì chúng ta có hai phiên giao dịch của cái tuần trước cái kỳ nghỉ lễ Tết, và chúng ta có thêm ba phiên giao dịch của tuần mới là cái tuần vừa qua, chính là phiên giao dịch của ngày thứ 3, ngày thứ 4, thứ 5 và phiên ngày hôm nay là phiên ngày thứ 6. Thế thì cái kết nối cái dữ liệu tuần cũ thì các anh chị chúng ta có thể xem lại cái bản tin video số 142 và chúng ta nên quay ngược lại cái bản tin video tuần số 141 để chúng ta sâu chuỗi lại một cái sự kiện và một cái tiêu điểm rất là quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy là cái cột mốc của phiên giao dịch đây. Đấy là cái cột mốc giao dịch của phiên giao dịch ngày 29 tháng 1. Sau khi mà thị trường chung VN Index rơi rất mạnh, một cái lực rơi sau đó, thì phiên ngày 29 tháng 1 là một cái phiên nó mang một cái bước ngoặt của một cái nhịp sóng hồi. Và khi đó thì chính kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 1, tức là phiên ngày thứ 6, thì cũng nên là ra bản tin video tuần số 141. Và từ cái bản tin tuần số video 141 đó thì chúng ta bắt đầu phân tích một sóng hồi của toàn bộ thị trường. Và khi thị trường chung nó hồi thì tất cả các mã cổ phiếu, các nhóm ngành thì Hùng Lê đã lần lượt phân tích các cái nhóm nó sẽ hồi trước, ví dụ như banh, ví dụ như chứng khoán. Và đặc biệt trong thời gian vừa qua thì Hùng tập trung cái nhóm P cũng rất là mạnh cùng với nhóm xây lắp và một số các cái mã cổ phiếu trụ, thì chúng ta đã có những phân tích định lượng ở trên các bản tin tuần. Và đến thời điểm hiện tại thì anh chị em của chúng ta cũng thấy rằng VN Index của chúng ta đã có một lực hồi rất là mạnh và đã tiệm cận về vùng kháng cự rất mạnh, vùng 1.180 điểm đến vùng 1.185 điểm, cùng với đó là chỉ số VN30, đấy, và chỉ số VN30 F1M thì đã bắt đầu đi vào tiệm cận những cái vùng kháng cự rất là mạnh. Và bản chất trong tuần vừa qua thì chính vì khớp nối giữa cái câu chuyện là tuần giao dịch cũ và tuần giao dịch mới thì Hùng Lê cũng đã có những cái đánh giá về thị trường, đặc biệt là cái vùng những cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu và thị trường thì đã được view rất là kỹ, và cùng với đó thì chúng ta có phân tích tất cả các cái mã cổ phiếu còn dư địa tăng và đánh giá các cái nhóm ngành ở trên room không chat. Thì cái room không chat thì Hùng đã có giới thiệu với tất cả anh chị em rồi, đó là tất cả mọi cái phân tích định lượng hàng ngày thì chúng ta sẽ có những cái phân tích để chúng ta nắm được cái xu hướng của cổ phiếu, nắm được xu hướng của thị trường. Ví dụ đây là có đánh giá về các cái mã cổ phiếu, ví dụ TCH vân vân và vân vân. Rồi ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi để chúng ta xem thử là cái tuần giao dịch vừa qua thì thị trường của chúng ta đang ở vị trí ở đâu, các cái mã cổ phiếu của chúng ta như thế nào, thì chúng ta sẽ view lại các anh chị nhé. Đối với VIX cũng đã có một cái lực hồi từ cái vùng chúng ta sẽ lấy cái mốc từ vùng 29 tháng 1 đi anh chị. Đó, thì sau đó thì VIX bây giờ đã đi về cái vùng tiệm cận cái vùng kháng cự mạnh vùng 110 đến khoảng vùng 111.5.
Thì trên góc độ kỹ thuật thì VIX khả năng thì sang tuần tới thì VIX sẽ ở trong một cái vùng hỗ trợ từ khoảng vùng 106 đến khoảng vùng 110, và đến thời điểm hiện tại thì anh chị nào đang cầm VIX thì chúng ta cũng sẽ canh những cái vùng kháng cự cao để chúng ta chốt thôi, chứ còn VIX thì cũng không có khuyến nghị đầu tư. Ở tín hiệu hiện tại của Vinhome đang khá là ổn khi mà tạo lập cũng đã kéo một cái lực kéo từ vùng ở đây, đúng không ạ? Từ vùng đây là vùng 87, và hiện tại thì Vinhome có tín hiệu tích cực hơn so với VIX, đó là Vinhome đã break được cái vùng kháng cự của nó ở đây khoảng quanh vùng 102. Và đang có những cái phiên test lại cung, thì trên góc độ nhìn trên góc độ kỹ thuật thì sang tuần tới thì Vinhome cũng sẽ là một trong những cái trụ mà tạo lập sẽ sử dụng để kéo, để neo các cái điểm số về thị trường. Và về mặt xu hướng ngắn hạn thì Vinhome cũng gần như là đang thoát hết tất cả mọi cái ngưỡng kháng cự của nó rồi, thì chúng ta sẽ quan sát thêm cái tín hiệu của Vinhome ở vùng 100 đến vùng 102. VRE là một cái mã cổ phiếu mà đáng để đầu tư và có khuyến nghị để đầu tư từ cái vùng hỗ trợ của VRE vùng 29.5 đến vùng 30. Trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì VRE sẽ có khoảng thêm 1 đến 2 phiên test cung ở khoảng vùng 34 đến khoảng vùng 35, tức là phiên giao dịch của phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3. Vì sao hai phiên giao dịch đầu tuần lại rất là quan trọng? Một tí nữa cái phần cuối của bản tin thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta phân tích là vì sao chúng ta lại sau một cái tuần phiên ngày thứ 6 thì những cái phiên giao dịch bản lề để giúp cho chúng ta xác định được một cái xu hướng tiếp theo của thị trường. Đó, đầu tiên là chúng ta phải xác định và định lượng đúng xu hướng của thị trường. Sau khi chúng ta xác định định lượng đúng xu hướng thị trường rồi thì chúng ta sẽ đi phân tích những cái mã cổ phiếu nào, những cái nhóm ngành nào dự kiến sẽ là tăng tốt nhất, và từ đó thì chúng ta lại lọc ra những cái mã cổ phiếu mà trong cái nhóm ngành đó thì những mã cổ phiếu nào sẽ là những con chim đầu đàn. Đấy, thì cái câu chuyện là chúng ta nằm từ những cái phân tích tổng quan đến phân tích chi tiết như vậy. Thì xu hướng hiện tại của VRE cũng đánh giá khá là ok, và nhịp này thì sẽ kỳ vọng VRE sẽ đánh về khoảng vùng 36 đến khoảng vùng 37, tức là cổ phiếu sẽ gặp cái vùng kháng cự này. Đó, kháng cự này sẽ test thêm 1 đến 2 phiên, và VRE thì là một mã cổ phiếu mà có khuyến nghị chúng ta tham gia đầu tư. SAB là một mã mang tính tạo lập về thị trường khá là cao, và chúng ta cũng đã có những cái đánh giá về cái vùng hỗ trợ của Sapeco ở vùng 177 đến vùng 179. Cái điểm có cái dấu sọc đỏ này chính là phiên giao dịch ngày 5 tháng 2, chính là chúng ta ra bản tin video số 142. Cái điểm sọc xanh này là phiên giao dịch ngày 29 tháng 1, chúng ta ra bản tin video số 141. Và các anh chị có thể theo dõi lại trọn vẹn cái bản tin video số 141 để thấy được những cái phân tích định lượng cùng Lê trên những cái góc nhìn về tạo lập thị trường, những cái góc nhìn về phân tích định lượng toàn bộ xu hướng của thị trường chứng khoán. Ngắn hạn thì Sapeco sau một phiên đẩy tăng mạnh khá là tốt ở đây và phiên ngày hôm nay thì test cung khá là đẹp ở vùng 190. Xu hướng thì Sapeco có thể trả cung ở vùng 187 và sau đó sẽ kéo, vì Sapeco cũng là một trong những yếu tố về tạo lập của thị trường khá là tốt. Cổ phiếu này thì hiện tại thì không khuyến nghị đầu tư. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu trong nhóm họ Vinamilk. Vinamilk thì trụ kéo này thì hiện tại là sau một cái nhịp hồi phục ở đây thì Vinamilk gần như là đi ngang ở quanh cái hỗ trợ của Vinamilk ở đây, đó là khoảng vùng khoảng vùng 107 đến khoảng vùng 108.5, với một lực cầu thì cũng chưa thực sự là có những yếu tố đột phá, thì xu hướng sang tuần mới thì Vinamilk cũng sẽ tiếp tục tích lũy ở trong cái nền tảng này trước khi mà hình thành cái xu hướng tiếp theo. GTN cũng là một trong những số các cái mã cổ phiếu nó cũng ta cũng nhóm vào trong cái nhóm của Vinamilk, thì GTN cũng đã có một cái mức sụt giảm rất là mạnh đấy, và cái phiên giao dịch ngày 29 tháng 1 đánh dấu cái mức phục hồi của cổ phiếu này từ vùng 22. Và từ đây thì chúng ta có đi phân tích một cái sóng tăng dự kiến chạm khoảng vùng 26. Phiên ngày hôm qua là chạm được vùng 25.9, tức là suýt soát đạt cái target thiết kế. Ở trên góc độ kỹ thuật thì GTN phiên giao dịch ngày thứ 2 và phiên giao dịch ngày thứ 3 tuần tới, khả năng phiên ngày thứ 2 thôi, thì nó sẽ test lại ở quanh khoảng vùng 24.5. Đây sẽ là một cái vùng test khá là hợp lý của em này trước khi mà nó có cái lực cầu bắt trở lại để lấp lại về khoảng vùng 26. Xu hướng của GTN đánh kiểu này thì khả năng là sẽ break nền 26.
VLC cũng là một cái mã mà rất là hay trong một cái nhịp mà chúng ta có phân tích ở bên này, và gần như VLC thì cũng đã đạt được cái mắc của target thiết kế ở khoảng vùng 44. Sau đó thì cổ phiếu này cũng đã rơi trên góc độ kỹ thuật thì nó có hồi từ bản tin tuần ở video số 141, nhưng chúng ta sẽ lấy ở thời điểm này là vùng 32 đến vùng 32.5, và chúng ta nên nhìn ở trên góc độ tuần của cổ phiếu này thì đây dự kiến sẽ là vùng mà VLC sẽ tích lũy tạo nền ở đây. Cổ phiếu này thì chúng ta sẽ phải nắm dài một tí, sau khi mà Vinamilk nó thâu tóm thì nó sẽ có, chắc chắn là sẽ có nhiều cái bước chuyển mình. Điểm qua một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành hàng không VDC, hiện tại thì chưa có nhiều các yếu tố đột biến và nó vẫn đang đi ngang ở vùng tích lũy 129 đến vùng 131. Sang tuần tới nếu mạnh thì có thể đánh chạm vùng 135 thôi, và cơ bản là khi chạm vùng này thì khả năng là nó sẽ quay lại test chỉnh lại nền, tức là chỉnh lại nền quanh vùng 130, tức là cái dư địa để mà VDC tăng mạnh, đúng, chưa có nhìn thấy. Cổ phiếu HVN thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. HVN có một cái lực hồi đây, các anh chị nhìn lực hồi kỹ thuật từ ở đó, mấu chốt là sau khi phiên ngày 29 nó kéo lên thì cũng có nói đến những cái điểm mà nó có thể trả cung ở khoảng vùng 24 đến vùng 24.5. Đây là một cây trả cung rất đẹp đến vùng 24.5 thì hút lên. Thì từ vùng này thì chúng ta có nói đến một cái lực hồi của cổ phiếu này mắc có thể đạt được ở vùng 27.5 đến vùng 28. Đi lên được đến đâu ạ? Đi lên được đến khoảng 27.3 thì chỉnh giảm trở lại, như vậy là cũng là khá là sát với những cái phân tích của chúng ta. Thì xu hướng hiện tại thì mà sẽ test lại ở khoảng vùng 26 đến khoảng vùng 26.3. Đây sẽ là vùng mà HVN cần phải trả lại. Tích lũy thêm cái nền tảng ở đây, và chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá ở đây để xem là HVN có đánh break được cái nền 27 đến nền 27.5 hay không. ACV là một mã cổ phiếu rất hay mà gần như các cái điểm phân tích hỗ trợ khá là đúng ở trong những nhịp chúng ta phân tích sóng lên ở bên này. Hiện tại thì Hùng sẽ lấy cái vùng hỗ trợ của ACV, đó là khoảng vùng 71. Ở vùng này thì anh chị em của chúng ta có thể cân thăm dò vị thế, và sau khi cổ phiếu đúng về đến tài khoản và đúng xu hướng, có nghĩa là cổ phiếu về đến tài khoản thì xu hướng là tăng, thì chúng ta sẽ cân thêm hàng. Và điểm mua hết thì chúng ta có thể mở khi mà cổ phiếu này vượt thoát khoảng vùng 75 với một cái lực cầu xác nhận khoảng tầm trên 400 đến 500 nghìn cổ phiếu được khớp lệnh, thì đấy chúng ta sẽ mở điểm mua hết, tức là cổ phiếu sẽ có xu hướng break cái kháng cự ở đây thì nó sẽ đi lên các cái vùng kháng cự tiếp theo. AST cũng là một cái mã rất hay trong cái nhóm ngành hàng không, và cũng như vậy thì chúng ta bắt đầu phân tích một cái sóng lên, sóng hồi đấy, cái gọi là sóng hồi các anh chị. Từ vùng 55 lên đến dự kiến là khoảng vùng 62, và trong tuần thì nó lên được trên, nôm na là nó lên được trên vùng 60 cộng 61, thì nó đang có những cái nhịp test lại cung ở vùng 58.5 khá là đẹp, và đây sẽ là những cái điểm mà AST sẽ vòng vo ở đây một tí. Sau đó thì nó sẽ xuất hiện cái kiểu đánh của AST, nó sẽ xuất hiện một cái phiên như thế này, tức là một cái phiên hút cầu ở khoảng trên 150.000 và nó kéo hút lên một cái cây nến xanh như vậy, sau đó thì nó sẽ test các cái điểm test tiếp theo. Thì cái cách đánh của AST là như vậy, các anh chị lưu ý. BVH BVH hiện tại là một trong những trụ kéo khá là tích cực của thị trường. Vì sao nó lại là tích cực thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là bản tin tuần video số 141 thì chúng ta tập trung phân tích cái điểm hỗ trợ của cổ phiếu này ở khoảng vùng 53, và từ vùng này thì chúng ta dự kiến là BVH sẽ kéo vượt lại, tức là đi vào lại cái vùng 60 đến vùng 61, và chính thức là trong tuần bản tin tuần khi tuần này kết thúc thì BVH đóng cửa vùng 61.5, như vậy rất là tích cực. Tuy nhiên cái điểm yếu điểm của BVH ở trong thời điểm hiện tại đó là thanh khoản, thì chúng ta chưa thấy được một cái phiên đánh gọi là đánh ép. Đây là những cái phiên đánh ép các anh chị này, đấy, những cái phiên đánh ép, đây được gọi là những cái phiên đánh ép của cổ phiếu, thì hiện tại cũng chưa nhìn thấy. Thì chỉ cần một cái phiên đánh ép ở đây, có nghĩa là nó sẽ ép được qua cái vùng ở đây này, nó ép được qua cái vùng ở đây khoảng vùng giá 62 với một cái lực cầu xác nhận khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu, thì điểm đó sẽ là điểm mà chúng ta mở mua hết được, và với anh chị đang cầm BVH chúng ta tiếp tục cầm, bởi vì xu hướng là BVH sẽ tiếp tục đánh, trụ BVH sẽ tiếp tục đánh. Nhìn cái cách đi như vậy là chúng ta sẽ dự báo được cái xu hướng của cổ phiếu.
Phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành Man San, họ Man San thì Man San đến thời điểm tại là gần như cũng đã hoàn thành một cái lực đi theo cái dự phóng của Hùng Lê, đó là hồi phục kỹ thuật từ vùng 80 lên đến ở đây đó là khoảng vùng 88.3, và sau đó thì sẽ có những cái điểm test, những cái điểm test thành công thì sẽ đưa cái target của cổ phiếu này về vùng 95 cộng. Xu hướng hiện tại thì Man San sẽ có thêm một đến hai phiên, đó phiên ngày thứ hai thứ ba thì có thể nếu khỏe thì nó sẽ đánh lên được một cây nữa, tức là lên khoảng vùng 97 đến vùng 98. Sau đó thì chúng ta sẽ có thêm những quan sát, và với một cái quan điểm an toàn thì những cái vùng này đó là những vùng mà chúng ta sẽ chốt cổ phiếu chứ không phải là mua cổ phiếu. MML cũng là một cái mã rất hay, Hùng cũng khá là thích trong những cái cách mà tạo lập đánh cổ phiếu. Tất nhiên cái thanh khoản của nó hơi thấp thì chúng ta sẽ đánh theo kiểu thấp. Với xu hướng hiện tại thì MML cũng đang xuất hiện một cái lực hồi từ khoảng vùng 47.5 đến vùng 48, và dự kiến sẽ đánh chạm lại cái vùng kháng cự 54 đến 55, và cái vùng này thì chúng ta sẽ chốt. Và MML thì nó cũng có một cái đặc tính là sẽ xuất hiện, thường sẽ xuất hiện những cây nến rất dài, và đó là những cây nến mà chúng ta sẽ bán chứ không phải là chúng ta mua. Đó, chúng ta phải nắm được cái đặc điểm của từng cái sự vận động của các cái mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ chủ động hơn. Ở trong họ Man San thì chúng ta sẽ có cái mã cổ phiếu MSR, MSR rất hay. Đó. Ở bản chất là ngày xưa các anh chị từ cái thời điểm này này, Lùng đã phân tích, các anh chị có thể xem lại những bản tin video của cái thời điểm là khoảng ngày 10, 11 tháng 2 ở 11 tháng 12, những ngày 11 tháng 2 thì Lùng bắt đầu phân tích một cái sóng lên của MSR. Và cái sóng lên này thì chúng ta phân tích dự kiến cái target của MSR sẽ đạt khoảng vùng 26.5, nhưng trên thực tế là cổ phiếu này đạt vùng 26, tức là cách 0.5 nữa thì là tuyệt đối, tức là đạt điểm tuyệt đối 10 đến 10, nhưng mà nó lên chỉ được 26 đến 26.5, thì các anh chị có thể tự đánh giá được một cái điểm số về chúng ta phân tích một sóng lên. Và sau đó thì cổ phiếu chỉnh và mọi thứ thì chúng ta cũng bắt đầu đi phân tích lại từ vùng 17.3. MSR từ vùng 17.5 thử search ở trên Zoom không chat xem nào, nó ra không? Man San 20 trên 20 21 tháng 12. Đây các anh chị này, 17.1 này. Không biết được cái điểm này là điểm nào này. MSR đó, đây phân tích này. Tại vì tất cả những cái phân tích của khuyến nghị cùng lên nó sẽ nằm hết ở trên này, và chúng ta sẽ không 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 có gì nó phải 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 đó. Cái vùng 17.1 đó, nó hiện tại vùng 18 test cung 18 không gãy này, một dốc tài khoản cầm đó, vùng 19.5 đến vùng 20, nôm na nó là như vậy. Thì cái những cái điểm mà chúng ta phân tích lại một cái điểm hồi, tức là từ video số 141 đó, chúng ta phân tích một cái điểm hồi đây, thì sau khi mà nó chạm về vùng 20 đúng không ạ, thì nó có những cái điểm test cung lại, thì sau đó lại những cái điểm test cung này cũng có phân tích ở vùng 18.3 đến vùng 18.8, khả năng là nó sẽ có đây này, test cung 18 này, nôm na nó là như vậy. Đây có những cái bản tin phân tích thì nó sẽ nằm hết ở trên này. Và đến thời điểm hiện tại thì MSR cũng đã cái lực hồi này trong phiên ngày hôm nay thì cũng chính thức là đánh bật được qua cái vùng 20 21 ở đây. Đó, vùng 22 chính xác là khoảng vùng 20.8. Đấy, khoảng vùng 20.8 anh chị này. Đó, và với một cái lực cầu tương đối ổn định khoảng trên 1 triệu cổ phiếu như thế này thì MSR sẽ có xu hướng đánh về lại cái vùng đỉnh cũ ở vùng vùng kháng cự mạnh của nó ở đây là khoảng vùng 24. Mạnh mẽ hơn thì lên được 26, nhưng mà chúng ta kỳ vọng ở vùng 24 là chúng ta ok rồi đúng không ạ? Đó, MSR rất là hay. Các anh chị lưu ý lại, đấy là những cái mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ vòng đi vòng lại thôi. Không, cổ phiếu thì không có gì mới cả. Vậy quan trọng là cái thời điểm để chúng ta xuống tiền để chúng ta đánh cổ phiếu. MWG thì trong nhóm trụ thì cũng có đánh giá, bản chất là khi MWG chúng ta phân tích một sóng lên và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đang phân tích một sóng lên. Đó, chúng ta vẫn đang phân tích một sóng lên, và trước đây thì cũng có dự báo là tạo lập sẽ dùng MWG để kéo 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 điểm số và kéo trụ. Thì trụ MWG rất là hay. Góc độ kỹ thuật hiện tại thì trong kết tuần đi, chúng ta sẽ nói kết tuần thì MWG cũng đã vượt cái vùng 135, chính là cái vùng target, gọi là cái vùng giá mục tiêu của MWG ở trong cái nhịp từ vùng hỗ trợ đây, vùng 123. Trên góc độ kỹ thuật chúng ta sẽ chờ tiếp những cái phiên phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba để chúng ta xem lại MWG test lại cái vùng ở đây là vùng 135, bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ. Vùng này không gãy thì các anh chị đang cầm MWG chúng ta sẽ tiếp tục cầm, bởi vì
với một cái lực cầu đánh tích lũy nền ở cái nền tảng ở 123 thì xu hướng đấy là Hùng dự báo, anh chị là dự báo xu hướng là MVKG sau khi test thành công cung ở vùng 135 sẽ tiếp tục kéo. PNG đối với PNG thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà đã chính thức phân tích một sóng hồi lên của PNG. Từ đây, từ những vùng này là chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên đây các anh chị. Và khi phân tích một sóng lên thì chúng ta nói đến một cái vùng hỗ trợ dài của PNG đây này, rất quan trọng, vùng 75 đến 76.5 trước khi mà PNG đưa cái target. Thời điểm này chính là cái thời điểm mà chúng ta đưa cái target của PNG về vùng 83 đến vùng 85. Thì ông có nói đến rất nhiều cái điểm nhấn kỹ thuật ở vùng 83 đến vùng 85 ở đây, nó sẽ thay đổi cái cục diện cổ phiếu của PNG hay không. Thì cái điểm này là nó bị thất bại, nó thất bại cục diện nên nó phải đi về lại cái nền tích lũy ở đây đó, và cũng là từ cái vùng 77.5 này thì chúng ta lại bắt đầu phân tích một cái câu chuyện là PNG sẽ hồi lại về cái vùng kháng cự ở đây. Và chính thức thì trong tuần vừa qua PNG đã đánh break, break vừa thoát, và chúng khi mà vượt thoát cái này thì chúng ta lại phải kiểm tra cung, test cung, tức là PNG sẽ có những cái điểm test cung ở vùng 85 và thậm chí sâu hơn, chúng ta cho test đến vùng 83 để chúng ta kiểm tra xem là cung cầu đây nó ổn đó và nó không bị gãy, thì xu hướng của PNG sẽ kéo về khoảng vùng 95, mạnh hơn thì sẽ lên vùng 100. Và đây sẽ là những cái điểm khóa chốt của PNG. Chúng ta sẽ có thêm những cái phân tích của phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. Phân tích một số các cái nhóm cổ phiếu của nhóm ngành nhựa gồm có Bình Minh, BMP. BMP cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay, chúng ta có thể view lại một cách tổng quan như thế này. Tất nhiên cái đường đi của em này thì nó khá là khó chịu, nhưng nếu chúng ta vận dụng cái gọi là cái điểm kháng cự và điểm hỗ trợ của Bình Minh ấy, thì chúng ta sẽ rất là ok. Bình Minh cũng đã có một cái lực hồi khá là ổn, và mục tiêu thì điểm hồi này thì Bình Minh chính thức là phiên ngày hôm nay đây chạm đúng ba cái điểm kháng cự đây đó, thì khi mà Bình Minh chạm về cái vùng kháng cự này thì khả năng cao xu hướng là sẽ có những điểm trả cung, và chúng ta sẽ xem những điểm test cung lại của em này ở quanh vùng 62 đó, quanh vùng 62 mà cổ phiếu này không gãy đó, cổ phiếu này không gãy thì lực cầu vẫn duy trì ổn định trên 400.000 cổ phiếu, thì Bình Minh sẽ có xu hướng đánh thoát nền 64, và khi cổ phiếu này đánh thoát nền 64 thì xu hướng tăng sẽ tiếp diễn, và các anh chị đang cầm thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Cổ phiếu Bacona cũng đã được Ung Lê khuyến nghị bắt lại ở trong cái nhịp này, và đấy chúng ta thử tìm lại ví dụ như đây Bacona thì ngày mùng 7 tháng 2, ngày 29 tháng 1 này, ngày mùng 7 tháng 1, ngày 21 tháng 1 này đó. Thì đến ngày 7 tháng 2 thì chúng ta bắt đầu quan tâm lại được rồi, và vùng hỗ trợ cứng này 11 đến vùng 11.5 thì chính thức là cái ngày 7 tháng 2 thì chúng ta bắt đầu cân thăm dò vị thế của cổ phiếu Bacona đó. Thì đây để xem ngày 7 tháng 2 là nằm ngày ngày nào ta, ngày mùng 2 đó, chắc là nôm na ở đâu đây này, ngày mùng 5 ở đây đó, đây đây đó. Thì chúng ta đánh giá cái vùng hỗ trợ cứng này của cổ phiếu này sau khi một lực phục hồi, và chúng ta đánh giá những cái nhịp test trả cung đó, những cái nhịp test trả cung của ba con A ở vùng 13 đến vùng 13.5 à 13 đến vùng 13.3 khá là đẹp, thì chúng ta bắt đầu chúng ta cân thăm dò vị thế, bởi vì là chúng ta cũng phải chờ khi cổ phiếu có những cái tín hiệu xác nhận chúng ta bắt đầu cân. Thì đến thời điểm hiện tại là cổ phiếu này đã về đến tài khoản và cổ phiếu bắt đầu đi về cái vùng ở đây, đó là vùng 14 đến khoảng vùng 14.3, vùng 14 đến vùng 14.3. Thì ở vùng này chúng ta tiếp tục cân tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu với một mục tiêu là cổ phiếu đã đánh chạm về khoảng vùng giá 14, về khoảng vùng 15 à 15.5 ở đây, tức là cái xu hướng về cổ phiếu Bacona là nó đang hồi phục lại thành cái hình chữ V đây các anh chị, xuống này và đây nó hồi phục lên. Cổ phiếu DAG cũng đã chính thức trong phiên giao dịch ngày, DAG cũng có những cái đánh giá, có những đánh giá và những cái đánh giá về hỗ trợ của DAG ở vùng 6.15. Phiên ngày hôm qua có nói đến vùng 6.35 đến vùng 6.4 là sẽ bắt để chém cá tiến thớt, và phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu bắt đầu có một cái xu hướng phục hồi. Mục tiêu của sự phục hồi này thì sẽ đưa cổ phiếu về lại khoảng vùng kháng cự 7 đến vùng 7.2, và
Cái phương pháp chém cá trên thớt là chúng ta phải luôn luôn vận hành các anh chị ạ. Mà vận hành như thế nào cho nó đúng, đó chính là chúng ta sẽ chọn các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta mua lại cổ phiếu. Và khi cổ phiếu có những cái điểm hồi phục này thì chúng ta sẽ bán đi cái số lượng mà chúng ta đã mua được ở những cái vùng giá thấp ở đây đó, và sau đó thì cái giá vốn của chúng ta nó sẽ giảm đi và chúng ta sẽ đảo khoảng tầm độ vài ba nhịp thì chắc chắn là chúng ta sẽ có lãi. Tất nhiên cái cách đảo nó cũng không đơn giản đâu, nó cũng phải một cái kỹ thuật rất là điêu luyện thì chúng ta mới có thể đảo được. Cổ phiếu RI, RI rất là già cỗi, và trong cái thời điểm hiện tại thì cũng có nhớ là chúng ta có đánh một cái nhịp xổ số của RI. RI thì nó cũng đã có một cái lực phục hồi tương đối tốt, và trong cái bản tin tuần video số 142 đó thì cũng có đánh giá về khả năng là RI sẽ có những cái điểm test lại cung cầu ở đây này, quanh vùng 52.5, và đây là nó có một cái điểm test ở đây, và sau đó thì RI đã đánh bật vùng 55 và đang tiệm cận về khoảng vùng giá 60. Trên góc độ kỹ thuật RI đang đánh rất mạnh, không biết lý do vì sao mà RI lại đánh mạnh như vậy thì cũng không rõ lắm, nhưng vùng 57.5 đến vùng 58 mà RI mà không quét, tức là các cái lực đạp không gãy, kể cả là hai cái phiên giao dịch gần đây thì gần như RI cũng đang có những điểm test kỹ thuật khá là đẹp, và xuất hiện lại một cái lực cầu của RI nó rơi vào khoảng tầm độ trên 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu và kéo break vùng 60, thì như thế là RI sẽ tiếp tục kéo, và anh chị em của chúng ta là cân nhắc để tiếp tục cân thêm, anh chị đã có hàng thì chúng ta sẽ cân thêm để chúng ta nắm giữ RI ở trong cái thời điểm hiện tại. Phân tích một số các mã ngành của nhóm ngành công nghệ FPT, đó, cụ già FPT vẫn nói vui với mọi người như vậy, và các anh chị có thể thấy cụ già bây giờ cụ già đi rất là siêu. Và chúng ta cũng có phân tích một cái sóng hồi của FPT cũng xuất phát điểm từ từ cái gọi là cái bản tin tuần số video 141. Khi đó thì chúng ta đánh giá cái vùng mức độ hỗ trợ của PNG ở của FPT vùng 60 đến vùng 60.5 rất đẹp các anh chị. Sau đó bây giờ thì PNG lên đến vùng 7x rồi, sau đó test cung này, nó có 1-2 phiên test cung không gãy thì cái xu hướng của FPT nó sẽ tiệm cận về vùng 80. Trên góc độ kỹ thuật FPT đã có hai phiên, cứ tạm gọi là hai phiên đi, có một phiên mở gap ở đây thì xu hướng nó sẽ có những cái điểm test lại khoảng vùng 75 đến 76.5 trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. Chúng ta sẽ quan sát cái vùng này, đây là sẽ cái là vùng hỗ trợ, nó giữ được cái vùng hỗ trợ này thì các anh chị tiếp tục cầm, nếu mà bị phá thì chúng ta có thể chúng ta sẽ bán chốt một phần để chúng ta bảo toàn lợi nhuận, và sau đó thì chúng ta có thể cover lại hàng ở vùng giá thấp. Đối với DigiWorld, một cái mã cổ phiếu mà đến thời điểm hiện tại thì rất nhiều anh chị em trong team của ông Lê đánh T0 ở trên cái con mã cổ phiếu này rất là ok. Cái cách đánh như nào thì các anh chị có thể chat hoặc comment với ở bên dưới ông Lê thì ông Lê sẽ hướng dẫn thêm. Về xu hướng hiện tại của DigiWorld thì sẽ có thêm những cái điểm test về mặt kỹ thuật của em này ở khoảng vùng giá 9x. Ở vùng này nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ mới của cổ phiếu ở trong thời điểm hiện tại, và vùng 9x vẫn giữ được thì chúng ta sẽ giữ cổ phiếu, ngược lại vùng này bị chốt, tức là bị mất vùng 9x thì chúng ta cũng thể cân nhắc chúng ta bán để chúng ta chốt lãi một phần. CMG xu hướng, về mặt xu hướng là như vậy, là nó cũng đã xác nhận hình thành xong cái yếu tố tạo nền của cổ phiếu này khoảng vùng 31 đến vùng 33. Các điểm test tích lũy ở khoảng vùng 33.5 thì đang tương đối là tốt và tương đối là ổn. Thì cái cách đi của cổ phiếu này thì nó Hùng có nói rồi, đó là nó tích lũy rất là dài và chỉ cần khoảng 1 đến 2 tuần thì nó đạt được target của 1 năm. Nói đơn cử như trong một cái nhịp này nó chỉ đi khoảng tầm độ một tích tắc ở đây thôi, tức là nó tăng từ vùng, cứ cho từ vùng 30 lên đến vùng 40 các anh chị nhé, như vậy là 10 trên 30 thì sẽ được khoảng tầm độ 33% các anh chị nhỉ, 10 trên 30 đó, được khoảng 33% đó, thì so với cái câu chuyện là chúng ta gửi ở lãi suất ngân hàng có 5% thôi mà trong một nhịp, trong một năm chúng ta được một cái lãi suất 33% đó, thì chúng ta sẽ ưu tiên ở góc độ như thế nào. Hùng so sánh như vậy để các anh chị đừng có sốt ruột. Tức là gì, khi chúng ta mua được những cái vị thế cổ phiếu ở vùng thấp này, xong đó lên đến cái vùng 33 đây chúng ta lại mua thêm một ít này, rồi chúng ta chờ thì có thể cổ phiếu nó sẽ cần thêm cái nền tảng tích lũy, thì chúng ta bình tĩnh như vậy. ICT
là một cái nhóm, một cái mã cổ phiếu mà hiện tại thì cũng có những cái đánh giá cơ bản về em này, cũng đã hoàn thành ba cái sóng sóng xê chỉnh ở đây, và cái nền tảng tích lũy của nó hiện tại ở khoảng vùng 21 đến vùng 22. Các anh chị quan tâm đến cổ phiếu này ở cái vùng hỗ trợ này, và chúng ta có thể bắt đầu thăm dò vị thế của em này ở vùng này. Khi thăm dò xong mà cổ phiếu có những cái điểm đánh break lên đến nền 22, 22.5 thì chúng ta sẽ canh để chúng ta tăng thêm tỷ trọng. Ngược lại, cổ phiếu bị phá vùng 21 thì chúng ta sẽ SL, tức là cái phân tích cái xu hướng cổ phiếu nó bị sai thì chúng ta sẽ bán để chúng ta cắt lỗ, đúng không anh chị? Chúng ta phải hành động theo thị trường, chúng ta không chống theo không không chống lại cái xu hướng của thị trường, và chúng ta không chống lại cái xu hướng của cổ phiếu. Nếu chúng ta chống thì chúng ta chỉ có thiệt thân thôi, đó là quan điểm của ông Lê. Novaland đến thời điểm hiện tại chưa có nhiều dư địa, về bản chất thì ông này ông đang đi vòng vo thôi. Nhiều anh chị có hỏi Hùng có mua Novaland không thì đang có cái quyền mua quyền miết gì đó, nhưng cái đó nó cũng không quá quan trọng. Hỗ trợ 7778 và kháng cự khoảng vùng 84 thì hiện tại là ông đang đánh giá rằng Novaland sẽ đi vòng vo theo hình sin ở trong cái giai đoạn này, trong cái biên này, và đến lúc nào nó phát đi những cái tín hiệu tiếp theo thì đó thì cũng sẽ có thêm những cái phân tích. HDC HDC cũng đã có một cái lực phục hồi rất là dũng mãnh, đúng không? Rất là dũng mãnh, và gần như nó đã lấy lại tất cả những cái gì đã mất trước cái thời điểm phiên 29 tháng 1. Mục tiêu thì trong các cái bản tin thì chúng ta phân tích một cái nhịp sóng hồi, đó là em này sẽ chạm về lại cái vùng kháng cự ở đây, chính là khoảng vùng 41.5. Kết tuần thì gần như cổ phiếu đã break bứt ra khỏi vùng 41.5 với một cái lực cầu tương đối tốt và ổn định. Trong ngắn hạn thì HDC sẽ có những cái điểm view về quanh vùng 42.5 đến khoảng vùng 44.5, thêm phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba nữa chúng sẽ có thêm những cái đánh giá, và từ những cái đánh giá này thì chúng ta sẽ phân tích thêm cái xu hướng của HDC. HDC thì nhìn trên xu hướng tổng quan là đẹp rồi, tức là nó bứt ra khỏi cái khỏi được cái nền 4x, nó bứt ra khỏi cái nền 4x, tức là nó sẽ xây một cái trend mới, dự kiến là nó xây một trend mới, và căn cứ cái tình hình thực tế của phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, bởi vì cũng đang phân vân cái thị trường chung, thì tí nữa bản phần cuối bản tin thì chúng ta sẽ nói về phần thị trường chung. Nó đang ở cái vùng kháng cự nên là chúng ta cũng phải rất thận trọng trong những cái câu chuyện về xây dựng target. Cổ phiếu HDG cũng như vậy, nó có bản chất cũng đi từ vùng một bản tin tuần video số 141 từ vùng 33.5 đến vùng 35 là hỗ trợ, và chúng ta kỳ vọng về việc là cổ phiếu này sẽ hồi về vùng 4x. Kết tuần rất là đẹp và đã hồi qua vùng 4x, và với cái tín hiệu lạc quan hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là nhịp này thì HDG sẽ đi về lại cái vùng đỉnh cũ của nó ở đây, tức là nôm na nó sẽ đạt được ở khoảng vùng 44 đến khoảng vùng 45, tức là chúng ta sẽ kỳ vọng một cái câu chuyện là cổ phiếu sẽ đạt được về đến cái vùng đỉnh cũ của nó ở đây trước khi mà nó bị sọt mạnh ở phiên kết thúc ở phiên giao dịch ngày 29 tháng 1. CTD cô tích công ở giai đoạn hiện tại cũng nhiều anh chị hỏi Hùng là mua được chưa, thì chúng ta đã có một cái điểm đánh giá thứ nhất, hỗ trợ của cô tích công ở vùng 68 trên bản tin tuần 141. Sau đó cô tích công đang đi những cái điểm đi Hùng đánh giá tương đối đẹp ở khoảng vùng 72, và dự kiến thì cô tích công sẽ đánh chạm lại về vùng 76, và có hay không một câu chuyện là nó thoát 76 xong nó test cung lại để nó đi về vùng 85 thì sẽ có thêm những cái đánh giá về dữ liệu của tích công ở đây. Xu hướng hiện tại là ổn. VCS cũng khá là tích cực khi mà nó đã hồi phục và nó đã thoát được cái biên cấp 2 ở vùng 78 đến vùng 80. Tất nhiên cái lực cầu thì nó đang hơi kém, nhưng nhìn ở trên góc độ kỹ thuật thì cổ phiếu này giữ được trên vùng 80 thì sẽ đi về ở đây, đó là khoảng vùng 85 đến vùng 86.5. Các cái điểm mua không còn anh chị nhé, các cái điểm mua chính là các cái điểm mà video tuần 141 Hùng nói cực kỳ nhiều đến các điểm mua của cổ phiếu, tức là cái tuần đó là tuần chúng ta tập trung mua khi mà các mã cổ phiếu quay trở lại test cung. Đó, quay trở lại test cung thì đấy là tuần mua rất là đẹp. Đất xanh DG, đó, đất xanh cũng kết thúc tuần thì đất xanh cũng đã bứt
ra khỏi vùng 23.5, tức là cái vùng kháng cự cuối cùng của đất xanh. Lực cầu của đất xanh hiện tại đang duy trì trung bình khoảng tầm 7 đến 8 triệu cổ phiếu trên một phiên, như thế khá là ok rồi đấy. Thì ngắn hạn thì đất xanh sẽ cần thêm test lại cái cung ở đây, nó là vùng 23.5, thậm chí là nó phải test sâu hơn một tí, tức là nó phải lấp lại cái gap ở đây. Chính xác nó phải là lấp lại gap ở đây khoảng vùng 22.5 đến khoảng vùng 23.5 ở đây. Chúng ta sẽ kiểm tra xem, chờ thêm các cái tín hiệu tích lũy nền của đất xanh ở trên vùng 22.5. 22.6. Đó, khoảng vùng 22.6, 22.7 đây các anh chị này, thì chúng ta sẽ quan sát thêm những cái tín hiệu cổ phiếu tích nền lấp gap ở đây trước khi mà có những cái xu hướng tiếp theo. LDG thì cũng đi kèm cùng với đất xanh, và tín hiệu hiện tại của LDG thì nó đang nằm ở góc độ tích lũy nền. Thì có nói rồi, cái điểm tích lũy nền của LDG chúng ta sẽ nói đến vùng 6.65 đến khoảng vùng 6.8. LDG sẽ chạy theo hình sin và nó sẽ chạm lại kháng cự 7.5. Đây này, phiên này chạm kháng cự 7.5 thì bị rụt lại này. Trên góc độ kỹ thuật thì LDG sẽ chưa thể tăng mạnh được, bởi vì cái lực cầu của nó cũng đang khá là yếu. Còn các cái tín hiệu mà xuất hiện để gọi là tín hiệu tạo nền và xuất hiện một cái tín hiệu đảo pha thì nó đã khá là ok cho cái vùng 6.65 ở đây rồi. Thì cách thức của LDG thì chúng ta tiếp tục cầm nắm thôi, và chúng ta sẽ chờ một cái phiên nó out được khỏi cái vùng 7.5 với một cái lực cầu đạt khoảng trên 15 đến 20 triệu cổ phiếu. Điểm đó thì chúng ta có thể chốt điểm mua hết của LDG trong cái nhịp hồi kỹ thuật này. HBC hiện tại cũng đẹp, và một số anh chị em thì trong team cũng đang cầm thì cũng đang có hỏi là bây giờ cái xu hướng của cổ phiếu này như thế nào. Thì thứ nhất, về mặt xu hướng thì chúng ta có nói đến cái vùng hỗ trợ của HBC ở vùng 15 đó, và gần như nó cũng test theo một cái mô hình V đúc khá là đẹp, và nó đã hình thành nên một cái bờ vai ở bên này, thì bờ vai này nó sẽ ở khoảng vùng 16.5 đến vùng 17. Cần thêm cái lực cầu đánh ép, trên khoảng tầm 10 triệu cổ phiếu, và giá của HBC vượt thoát vùng 17 thì chúng ta, các tài khoản mà đang cầm thì cũng có thể mua để chúng ta mua điểm chốt một điểm cuối trong một cái lực hồi kỹ thuật ở đây, để đi về khoảng vùng 18.5 đến khoảng vùng 19 của HBC. LCG cũng đang khá là tốt, và đến thời điểm hiện tại thì nhiều người bảo có mua không thì mua gì ở cái vùng này nữa, các anh chị có thể thấy đây. Thì trong một cái trend kỹ thuật mà chúng ta phân tích một sóng lên của LCG ở bên này, rất nhiều những tài khoản lãi rất là to đó, và gần như là cái target của LCG trong cái nhịp phân tích kỹ thuật trước đây là 16 đến 16 gần như là tuyệt đối. Thì sau đó thì em này em cũng hoàn thành hai cái sóng chỉnh tương đối đẹp, và nó rơi vào cũng đúng về mặt kỹ thuật, đó là cái phiên giao dịch ngày 29 và các điểm trả cung thì chúng ta có đánh giá cái vùng hỗ trợ 1.5 đến vùng 12 là vùng hỗ trợ của LCG. Đây chúng ta thử tìm nhé. Đó, chúng ta thử tìm LCG xem có ra không. Thư viện Bách Khoa Toàn Thư, ngày mùng 4 tháng 1, ngày mùng 7 tháng 1 chúng ta đánh 10 giá 14 tháng 1, ngày 20 tháng 1, ngày 21 tháng 1 là ngày 21 tháng 1 chúng ta có nói đến LCG. Thế là LCG là cái xa nhất là chúng ta chưa đánh giá lại, và chúng ta chỉ có ở trên bản tin tuần. Trên bản tin tuần 141, đúng không ạ? Chúng ta có thể xem lại trên bản tin tuần 141, chắc chắn có những cái vùng hỗ trợ này. Chúng ta phân tích, chúng ta kỳ vọng em này sẽ đánh lên khoảng vùng 13.4 đến vùng 13.7, trên một cái vùng xu hướng gấp 2 đây. Và kết tuần thì hiện tại thì LCG cũng đang đi về cái vùng kháng cự 16, 15.5 đến vùng 16. Đây là vùng mà chúng ta dự, các anh chị có hàng thì chúng ta canh để chúng ta chốt, về khả năng gặp về cái vùng kháng cự này thì cổ phiếu cũng sẽ có những cái chỉnh giảm nhất định. Cổ phiếu CRE hiện tại đang khá là ok, các anh chị có thể canh mua các điểm mua đẹp của CRE vùng 23 đến vùng 23.5. C32 khá là tốt, phiên ngày hôm nay thì C32 cũng chính thức out khỏi nền 25.5 đến vùng 26, dự kiến sẽ có những điểm test cung lại khoảng vùng 26.5 trước khi mà hồi phục về vùng 28 đến khoảng vùng 29.
Nhà Từ Liêm, thời điểm hiện tại thì nhà Từ Liêm đang chạy theo một cái hình sin vùng hỗ trợ 21.5, vùng 22, kháng cự của cổ phiếu này khoảng vùng 26. Ở trên góc độ kỹ thuật thì xu hướng thì nhà Từ Liêm sẽ có những cái điểm test cung ở đây, thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở phiên ngày thứ hai. HTN trong một cái nhịp mà HTN bị đạp xuống thì cũng có đề cập đến cái vùng hỗ trợ 30 đến 31 của cổ phiếu. Vùng kháng cự hồi ngược trở lại 38 đến khoảng vùng 39 ở đây. Kết tuần thì HTN có một phiên tăng kịch trần với một cái lực cầu tương đối là khá. Như vậy thì phiên các cái phiên giao dịch tiếp theo HTN sẽ test lại những cái điểm test ở khoảng vùng 39, thì chúng ta sẽ quan sát thêm. DG cũng đã có một lực phục hồi khá là tốt từ vùng 25. Sau đó thì chúng ta có nói đến những cái điểm test trả cung ở khoảng vùng 28. Với DG nhiều anh chị cũng đang khá là sốt ruột. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì DG đang hồi phục như thế này là khá là tốt rồi. Và dự kiến dòng tiền đang hướng đầu đi lên đường mark tốt này thì DG sẽ chạm lại về khoảng vùng 34, mạnh hơn thì đánh được lên vùng 35, và đây cũng là vùng mà mang hàng ra để chúng ta bán. KDH Khang Điền. KDH cũng đã hồi phục gần như là về lại cái vùng kháng cự mạnh của nó ở đây là khoảng vùng 34 đến khoảng vùng 35. Dự kiến thì sẽ có những cái điểm test cung lại ở quanh vùng 33 không gáy, lực cầu tiếp tục duy trì ổn định thì KDH sẽ đánh về khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 36 ở đây, thì chúng ta cũng sẽ chốt, canh chốt. Nha, chúng ta có nói đến một nhịp đánh xổ số, và nhịp đánh xổ số này thì trúng độc đắc, và hiện tại thì Nha cũng đang có những cái bước đi rất là khỏe. Phiên ngày hôm nay thì đã đánh lên được khoảng vùng giá 30.6. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì Nha sẽ có thêm những cái điểm test cung ở vùng 29 đến khoảng vùng 30.5 trước khi mà đánh lên khoảng vùng 35 đến vùng 36. Nhịp này thì gần như Nha cũng đã bứt hết ra khỏi mọi cái kháng cự rồi, và như vậy thì dòng tiền đi nó chỉ phụ thuộc vào lái nữa thôi. C2 sau một phiên tăng mạnh thì CA đang có xu hướng lấp lại gáp, còn mục tiêu ở trong nhịp này thì CA sẽ hồi lại khoảng vùng 23 đến khoảng vùng 23.5. Trên góc độ kỹ thuật thì những điểm lấp gáp đẹp sẽ ở khoảng viên ở quanh vùng 22. Chúng ta chờ xem viên ngày thứ hai thì nó có lấp lại được cái phần nó đang bị mất ở đây không, mất 0.2 này không. CKG có nói đến mã cổ phiếu này từ vùng ở đâu, vùng hỗ trợ 14 đến 14.5 và dự kiến sẽ đi khoảng vùng 18. Hiện tại CKG thì cũng gần như nó cũng thoát hết các cái ngưỡng cản rồi, và xu hướng này thì vùng 18 là khả thi. DRH đến thời điểm hiện tại DRH cũng đã có một nhịp hồi phục từ vùng hỗ trợ đây. Đấy, từ vùng hỗ trợ 8 đến vùng 8.5. Và nó cũng đã đi về được cái vùng mục tiêu. Vùng mục tiêu của đây là khoảng vùng 10 đến vùng 10.3. Ở xu hướng của DRH thì nó sẽ có thêm những cái điểm test cung tích lũy ở vùng này, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Nếu mà cái gọi là cái lực cầu mà chúng ta vẫn giữ được ở trên vùng 10 thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm cổ phiếu. Ngược lại nếu bị đạp khỏi vùng 10 thì chúng ta sẽ cân nhắc để chúng ta bán ra. Nhưng trên cao độ kỹ thuật thì mình đánh giá rằng DRH sẽ có những điểm test cung lại quanh vùng 10 ổn định ở đây, và sẽ xuất hiện một cái phiên có một cái lực cầu khoảng tầm độ trên 3 triệu cổ phiếu, thì như vậy thì chúng ta sẽ có thể chốt thêm, tức là chúng ta có thể tăng thêm tỷ trọng của trong cái nhịp này. Thủ Đức Hau thì trong nhịp này Thủ Đức Hau cũng đánh hồi khá là nhanh, và hiện tại thì cũng chạm về cái vùng ở đây là vùng 8.5, cũng là vùng 8.5 đến vùng 9 là những cái vùng kháng cự, thì cổ phiếu sẽ có thêm cái thời gian để nó tích lũy lại ở trong cái nền này, và chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá thường là DRH trong những cái nhịp mà nó đánh thì thường là không có vol đó, và TDH nó đánh thường không có vol, thì nhịp này nó cũng đang đánh từ vùng hỗ trợ 7 mà lên đến vùng 8.5 rồi. Chúng ta sẽ canh thêm các cái điểm test cung ở đây, thì cũng sẽ có thêm các cái khuyến nghị trên room không chat, và có chia sẻ ra room cộng đồng cho các anh chị em. SCR thì trong team cũng đã mua rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ lại các cái nhịp test trả cung
Theo như ông Lê đánh giá thì ở vùng 8.5 là vùng hợp lý để chúng ta có thể canh để chúng ta tăng thêm tỷ trọng, nếu như mà phái sinh của chúng ta sẽ không bị đánh, tức là chưa bị đánh chen short, thì chúng ta tăng thêm tỷ trọng với kỳ vọng trong nhịp này sẽ hồi về lại khoảng vùng 9 đến khoảng vùng 9.5. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí. Thì nhóm ngành dầu khí là một trong những cái nhóm ngành đấy, ông thể tìm lại mà được ông sẽ đánh giá ngay sau khi mà cái bản tin video tuần số 141 ấy, sau cái bản tin tuần đó, tức là ngày 29 tháng 1 thì chúng ta ra bản tin đó, và đến ngày mùng 4 tháng 2, ngày 16 tháng 2, ngày 12 tháng 1, ngày 29 tháng 1, đây là tất cả những cái mã, tất cả những cái phân tích về mã P. Thì khi đó chúng ta có tập trung đánh giá cái câu chuyện là giá dầu thô. Những cái thời điểm đó thì chúng ta có thể thấy rằng là giá dầu thô đang đi lên rất là mạnh mẽ, và đây chính là những yếu tố mà nó sẽ tác động về tâm lý hành vi của nhà đầu tư, cũng như tác động tích cực lên nhóm dầu khí. Cùng với đó thì thường là cái nhóm dầu khí khi mà có những cái nhịp hồi ấy, thì nhóm dầu khí cũng sẽ là ở một trong cái nhóm mà nó rất nhạy cảm với thị trường, nên đấy sẽ chính là những cái mã mà cổ phiếu mà chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh. Thời điểm hiện tại thì PVD chính thức là nó cũng đã lấy lại những cái gì nó đã mất rồi, thậm chí là còn lấy lại một cách mạnh mẽ hơn. Ở trên góc độ kỹ thuật thì PVD cũng đã bị hai phiên bán tương đối mạnh, có nghĩa là gì, ở đây nó gặp về cái vùng kháng cự, nôm na đây anh chị, và gặp vùng kháng cự thì nó sẽ bán, và nó sẽ bán về đâu thì chúng ta sẽ chưa thể định lượng được, bởi vì sau hai cái phiên bán mạnh của PVD ở đây thì chúng ta sẽ cần thêm các cái dữ liệu để chúng ta đánh giá được cái xu hướng tích lũy tạo nền. Đó, đây là ví dụ sau những cái phiên mà PVD bán này thì chúng ta gần như thấy bị rơi rất là mạnh ở sau đó, thì chúng ta sẽ không thể đoán được đâu là cái đáy của PVD sẽ có, các anh chị lưu ý như vậy. Nhưng đến cái thời điểm mà khi cái tín hiệu kỹ thuật này xuất hiện trong cái phiên giao dịch ngày 29 tháng 1 và sau đó thì những phiên giao dịch tiếp theo ở đây, thì chúng ta đã có những cái cơ sở để chúng ta có thể đánh giá rằng PVD nó sẽ dự kiến là nó sẽ hồi phục từ cái vùng 15.5 đến vùng 16 đó. Thì tín hiệu hiện tại như thế này thì cũng đánh giá rằng là PVD đang bước vào một cái nhịp chỉnh giảm kỹ thuật ngắn hạn đó, những cái lực chốt ngắn hạn như vậy. PVS cũng như vậy, gặp vùng kháng cự của PVS ở đây chính là vùng 22 đến khoảng vùng giá 23 ở đây thì cũng bị chốt. Tất nhiên lực chốt của PVS như thế này thì nó chưa thực sự là tiêu cực, có nghĩa là gì, nếu như trong cái phiên giao dịch của phiên ngày thứ hai đến phiên ngày thứ ba mà PVS chỉ lấp lại khoảng vùng 20.6, khoảng vùng 20.6, có nghĩa là nó vẫn giữ được cái vùng này, thì ok chúng ta có thể cầm nắm lại thêm PVS. Nhưng ngược lại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật bị phá thì chúng ta sẽ bán ra. PVT đây là ba cái mã cổ phiếu đầu đàn mà khuyến nghị đầu tư của nhóm P. Thì đến thời điểm hiện tại là PVT cũng đã đi vào đến cái vùng 18.5 đến vùng 19, chính là cái vùng kháng cự của nó ở đây, thì nó đã bị bán, và những cái lực bán này thì dự kiến nó sẽ chỉnh giảm về khoảng vùng 17, thì chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật của PVT ở vùng 17. Hai cái mã cổ phiếu trong nhóm ngành dầu khí đó là GAT. Thì đối với GAT thì cũng có phân tích một cái sóng lên của đây, đây là phân tích một sóng xuống này. Các anh chị nhìn nó cứ lằng ngoằng như này đó, bắt đầu đến cái thời điểm này thì chúng ta bắt đầu đánh giá lại GAT là có thể có cái khả năng hồi phục từ vùng 75. Các anh chị cứ xem lại bản tin tuần video số 141 thì sẽ có những cái phân tích đánh giá của GAT là như vậy. Thì dự kiến đầu tiên là GAT sẽ hồi phục lại về khoảng vùng 80 đến vùng 82, sau đó thì nó có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây và nó nhảy gap, nó đưa lên vùng 85, thoát 85 thì sẽ lên vùng 90, thoát 90 thì sẽ lên vùng 95. Trên góc độ kỹ thuật hiện tại gap cái lực cầu gap đang khá là khỏe anh chị, và chúng ta sẽ có một cái gọi là cái chỉnh cung, tức là sau khi mà nó lên đến vùng 90 thì gap nó sẽ có thể có những cái điểm trả lại ở vùng 87.5, nó hợp lý, và vùng này không gãy thì gap sẽ có xu hướng kéo tiếp một nhịp nữa. PLX cũng đang tăng khá là mạnh mẽ, và về bản chất thì PLX chúng ta cũng có những cái phân tích đó, sau khi mà cổ phiếu này lên được vượt thoát được cái vùng giá 52 thì nó sẽ có xu hướng test cung đó, và đây là những cái phiên test rất là thành công của PLX đó, nó test xong và cuối phiên nó kéo view phát lên đó, thì như vậy là tốt.
Hiện tại thì Pelic cũng đã chạm vùng kháng cự 56 rồi các anh chị, chạm vùng kháng cự 56 thì thường là như vậy thôi. Một cái sự vận động rất là thông thường, đó là khi chạm kháng cự thì nó sẽ có xu hướng test lại một tí, và vùng test của Pelic sẽ xác định ở khoảng vùng 55. Thì tại sao chúng ta lại nói 55 để làm gì? Thứ nhất là nếu vùng 55 của Pelic vẫn được giữ vững thì tất cả những anh chị em cầm Pelic chúng ta tiếp tục cầm. Nhưng ngược lại, vùng 55 bị phá, tức là nó gặp một cây nến nó sọt mạnh hoặc là đỏ đặc dài như này, thì chúng ta sẽ cân nhắc để chúng ta bán ra, bởi vì rõ ràng một điều là đấy là những cái dấu hiệu vi phạm về mặt kỹ thuật. Thì trong ngắn hạn thì khả năng Pelic cũng sẽ còn một nhịp kéo nữa. Đó, vùng 55 không gãy thì kéo lên khoảng vùng 58, và đây chính là những cái vùng kháng cự dài của cổ phiếu. Thì các anh chị chúng ta có hàng thì chúng ta canh để chúng ta chốt tối ưu hóa lợi nhuận. Ba mã cổ phiếu của top sau của Pelic bao gồm OI. Thì OI là phiên ngày thứ ba, ở phiên ngày thứ tư, xin lỗi nhà, phiên ngày thứ tư thì tăng hơi quá, hơi mạnh, nên là hai phiên này thì nó trả lại gác thôi. Còn trên góc độ kỹ thuật thì OI sẽ hồi về lại khoảng vùng 12.5. Đây cũng vùng 12.5, vùng 13 cũng là cái vùng kháng cự mạnh. Ở trên góc độ kỹ thuật thì phiên ngày thứ hai tuần tới chúng ta sẽ xem cái mức độ ổn định của OI ở quanh vùng 11.5 trước khi mà nó hình thành nên một cái điểm nhấn kỹ thuật của OI ở đây. Đó là một cây nến xanh, ví dụ như vậy. Và kỹ thuật thì các anh chị chúng ta cũng thừa hiểu là như thế nào, thì sẽ là một cây nến tăng. BSR hôm qua chốt chốt tưng bừng từ vùng 13 chốt xuống, và đến hôm nay thì bắt đầu cover lại hàng. Thì những cái điểm cover lại hàng của BSR dự kiến sẽ ở khoảng vùng 11.5 đến khoảng vùng 12. Ở vùng này thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta canh để chúng ta gom lại khoảng 30% vị thế, để chúng ta xem là chúng ta có may mắn để chúng ta có một cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây không. Bản thân thì BSR phiên ngày hôm qua bị chốt khá là mạnh từ vùng 13, phiên ngày hôm nay thì cũng bị bán tương đối là mạnh, thì chúng ta sẽ cần chờ thêm, đánh giá thêm cái lượng hàng của phiên này về, tức là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. BSR OI POV kép cũng có một cái lực phục hồi, và lực phục hồi đó thì chúng ta đánh giá từ vùng 11 đến vùng 11.4, sau đó có những điểm test cung ở vùng 12. Xu hướng ngắn hạn thì cũng đang dự báo là POV kép có thể đánh chạm lên được khoảng vùng giá 14, khoảng vùng giá 14. Phiên ngày thứ hai thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở đâu đó khoảng vùng 12.8 đến khoảng vùng 13. Vùng này mà giữ được cái sự ổn định thì có thể cân thêm hàng POV kép ở vùng này. Trong nhóm dầu khí thì nó có thêm con PET, PET thì đánh hơi nháo. Dự kiến ở trong nhịp này thì PET sẽ hồi phục lại khoảng vùng 18. Khoảng vùng 18. PXS có 3 phiên tăng tương đối là mạnh, và đã đưa cái cổ phiếu này về cái vùng dự kiến, đó là khoảng vùng 7.5. Thì về đến vùng này thì thông thường là như vậy thôi, cổ phiếu nó sẽ bị chỉnh giảm trở lại. Thì những cái điểm chỉnh giảm test cung đẹp của PXS ở khoảng vùng 7. Vùng 7 không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định ở khoảng tầm 400 đến 500k thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá về xu hướng phục hồi của PXS khi cổ phiếu này đánh vượt thoát vùng 7.5. Rồi chúng ta sẽ đi view nhóm banh và chứng khoán. Đây cũng là một cái nhóm rất là quan trọng của thị trường, và thường khi thị trường phục hồi các anh chị có thể xem lại ở những cái phân tích mùng Lê có phân tích ở trước đấy, thì nhóm banh sẽ là một trong những cái nhóm mà nó sẽ phục hồi đầu tiên, gần như vậy, nhóm banh và chứng khoán, sau đó thì đến P xây lắp trụ, đó là những cái nhóm mà nó sẽ phục hồi đầu tiên khi mà thị trường có những cái tín hiệu phục hồi tạo đáy đó. Thì bản thân Bit cũng như vậy, đã có nói đến từ vùng 39 và chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên của BIDV. Sau khi nó hình thành được đó, cái bản tin video số 142 thì chúng ta có nói đến này, cái xu hướng cấp 2 của nó là vùng 40 đến 40.7, tích lũy thành công ở vùng này đó. Sau đó thì Bit lại tiếp tục có những điểm ở vùng 42.5 khá là tích cực trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Phiên ngày hôm nay lực cầu duy trì tương đối ổn định, và dự kiến thì Bit sẽ đánh lại về khoảng vùng 45 đến vùng 46.
Về đến đây thì nó cũng sẽ lại có những cái phiên test cung nghỉ ngơi như cái nhịp ở đây các anh chị. Đó, và chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá ở đây xem là em này em test ở đây có thành công không. Đó, thành công thì chúng ta lại nâng target của em này lên vùng 48 đến vùng 50. Đó, thì qua các cái bản tin tuần và qua những cái tín hiệu kỹ thuật hàng ngày thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá. Vietcombank cũng là một cái mã hiện tại thì tạo lập cũng sử dụng để oánh chỉ số tương đối là mạnh, nó cứ kéo xanh em này là VN Index là có động lực ngay. Thì trên góc độ kỹ thuật thì sau những cái nhịp mà kéo về vùng 100 thì Vietcombank có những cái điểm trả cung ở quanh vùng 105 tương đối 105.5 tương đối là đẹp, và dự kiến thì Vietcombank sẽ vẫn tiếp tục kéo ở trong tuần mới, tức là sẽ kéo lên đâu đó khoảng vùng 105 và kéo về cái vùng đỉnh cũ ở đây. Thì chúng ta sẽ và khi Vietcombank hết sóng thì khả năng cũng là cái thời điểm mà thị trường sẽ chỉnh kỹ thuật. CTG và HDBank. Lực đi của công thương thì hiện tại cũng khá là tốt khi mà công thương cũng chính thức là hồi phục từ cái phiên giao dịch ngày 29. Sau đó thì chúng ta có đánh giá thêm cái nền 33.5 đến nền 34 của công thương, test cung tương đối ổn định thì chúng ta sẽ nâng cái dự kiến cái target của công thương ở trong nhịp này là khoảng vùng giá 39. Thì vùng này, vùng 39 đến vùng 40 sẽ là vùng kháng cự rất mạnh của công thương và cũng là cái vùng mà chúng ta cũng có thể canh chốt công thương. Ở HDBank cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Sau khi mà HDBank đã có một cái lực phục hồi và chúng ta có đánh giá thêm cái vùng 23.5 đến vùng 24 của HDBank tương đối ổn định, và HDBank cũng đã có những điểm thoát lên. Sau những điểm thoát lên này thì HDBank chạm kháng cự 26. Cần thêm thời gian để có thêm những cái đánh giá về kháng cự 26. Nhưng nhìn trên xu hướng thì nó sẽ nghỉ ngơi thêm một hai phiên ở đây là quanh vùng 25, quanh vùng 25 trước khi mà nó có một cái lực đánh. Dự kiến là banh vẫn còn lực kéo anh chị nhỉ. Banh vẫn còn lực kéo. VBank và MBB. Ở VBank thì tương đối là khỏe rồi. VBank thì gần như là nó đã hồi phục một cách thẳng đứng và nó cũng đã đánh out khỏi cái điểm kháng cự của nó ở đây là vùng giá 37. Trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì VBank sẽ chạm về vùng kháng cự 41 đến khoảng vùng 42 ở đây, thì nó sẽ có thêm những cái tín hiệu kỹ thuật để test cung tích lũy nền và có tiếp tục đánh out được khỏi cái vùng kháng cự này thì chúng ta sẽ phải cần thêm cái tín hiệu của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Góc độ kỹ thuật là nó sẽ tích lũy nền ở quanh cái vùng này, tức là về vùng 41 đến vùng 42. MBB trong tuần vừa qua thì cái lực đánh của dòng tiền tương đối là ổn. Tuy nhiên là những cái điểm mua thì nó đã bị trôi qua đi rồi đúng không ạ? Đó, những cái điểm mua chính là những điểm mà khi MBB ở khoảng vùng đây, ở khoảng có những điểm ở vùng 23 đến khoảng vùng 23.5 ở đây. Và đến thời điểm hiện tại thì MBB cũng đã đi về những cái vùng kháng cự rất là mạnh, đó là vùng 27 đến khoảng vùng 28. Vùng này nó không còn thơm nữa. Đó, cái câu chuyện là nếu mà chúng ta mua ở lưng chừng như này thì nó sẽ rất là khó. Một là sẽ để MBB đánh thoát hẳn lên, sau đó test lại cung và chúng ta có thêm cái đánh giá ở trên này. Hai là chúng ta sẽ chờ những điểm test cung xong thì chúng ta mới mua. Còn tuyệt đối là chúng ta đi về những cái vùng như này thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa chúng ta mua ở những cái điểm mua như vậy. TCB và ACB. TCB cũng như vậy, TCB cũng chính thức là đi về ở đây là vùng 39 đến khoảng vùng 40. Vùng này cũng là những cái vùng kháng cự tương đối mạnh rồi, và chúng ta cũng có thể canh những cái điểm này để chúng ta chốt dần, để chúng ta bảo toàn lợi nhuận. ACB ngày hôm nay có một phiên đánh tương đối là mạnh, khi có một cái lực cầu cũng khá là bất thường, hơn 31 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Chính vì vậy nên xu hướng là ACB sẽ có những cái nhịp trả cung, và chúng ta sẽ xem những nhịp trả cung của cổ phiếu này khoảng vùng 30 đến vùng 30.5. Đây sẽ là những cái điểm test lại cung trước khi mà ACB hình thành một cái xu hướng tiếp theo. Một cái phiên giao dịch như này thì nó cũng chưa thể nói hết lên được cái xu hướng tổng cục của ACB, nhưng lực đánh ngày hôm nay chắc chắn là tạo lập đang muốn đánh thoát, gọi là đánh break vùng kháng cự, các anh chị đánh break vùng kháng cự đây.
Tiên Phong Bank và STB, TP Bank. TP Bank, lực phục hồi của TP Bank cũng đã đưa TP Bank về đây là vùng 28, chính là vùng kháng cự. Trên góc độ kỹ thuật, TP Bank sẽ có thêm 1 đến 2 phiên nữa, có những điểm test ở khoảng vùng 27.2 đến khoảng vùng 28. Không gãy thì ok, tức là chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm để có thể canh chốt được ở vùng 29.5 đến vùng 30. Tuy nhiên cái vùng 27.2 ở đây nó bị sọc gãy và cái tín hiệu dòng tiền bị sập xuống, tức là tín hiệu dòng tiền nó không tiếp tục phục hồi lên được nữa, thì đấy là một cái tín hiệu xấu của TP Bank, chúng ta cũng sẽ phải bán để chúng ta chốt. STB, tất cả các mã cổ phiếu bank thì nó vận động khá là giống nhau anh chị. Sau một cái nhịp mà hồi phục từ ngày 29 tháng 1 thì nó đi lên một cái nền tích lũy cấp 2 ở đây. Nền tích lũy cấp 2 thì chúng ta đã có những cái đánh giá, có những cái mã cổ phiếu bank nó đã vượt thoát được khỏi cái nền tích lũy cấp 2. Thì STB hiện tại về lý thuyết là nó cũng đã vượt khỏi cái nền này rồi. Những cái điểm test của STB ở khoảng vùng 18.2 không gãy. Lực cầu của STB thì bây giờ chúng ta sẽ cần nó mạnh mẽ hơn, 22 triệu chưa đủ. Nó phải có khoảng tầm độ 30 triệu một phiên, thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta đánh giá cái xu hướng tăng của STB nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ vững hơn. Nhiều anh chị cũng đang rất là quan tâm đến SHB, bây giờ nên như thế nào? Thì về lý thuyết thì Hùng đã nói rồi, đó là SHB cũng đã có một cái lực hồi phục T cộng, đúng không ạ? Và đến thời điểm hiện tại thì các anh chị có thể quan sát ở vùng 15.5. Cái điểm yếu của SHB hiện tại là cái lực cầu mới đạt khoảng 21 triệu một phiên, nó đang hơi ít. Tuy nhiên ở góc độ, đây là góc độ tích lũy nền, thì cái lực cầu như thế thì nó cũng khá là ổn và chúng ta có thể canh mua ở những cái điểm hỗ trợ này. Chúng ta chờ một cái phiên mà lực cầu của SHB có thể đạt lên đến khoảng tầm độ 30 triệu và giá tăng mạnh, thì đấy là những cái phiên mà chúng ta cũng có thể chốt những các cái điểm mua hết của đối với mã cổ phiếu SHB. Liên Việt Postbank đã có một cái nhịp phục hồi và mục tiêu đầu tiên trong bản tin tuần 141 đó là phục hồi về vùng 13.7 đến vùng 14. Sau đó có những cái điểm test kỹ thuật ở đây khá là đẹp, thì đã đưa cổ phiếu về lại cái vùng kháng cự, xu hướng đánh giá kháng cự về vùng 15. Đó. Thì khi về chạm đến vùng 15 đây thì cổ phiếu này đã có 3 phiên, có thể nói là 4 phiên thì 4 phiên mà chưa thể công thủng được cái vùng 15. Thì phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 thì xu hướng nó cũng sẽ đang lắc lư ở khoảng vùng 14.5 đến khoảng vùng 14.8. Nó phải xuất hiện một cái lực cầu đánh ép khoảng trên 15 triệu cổ phiếu và có một cây nến xanh lao mạnh qua cái vùng giá 15 ở đây. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá về xu hướng có thể đi về vùng 16 đến vùng 16.5 đối với cổ phiếu Liên Việt Postbank. BVB cũng là một mã cổ phiếu đến thời điểm hiện tại chúng ta đã có những cái đánh giá rất hay của em BVB. Đánh giá về cái lực phục hồi của em này từ vùng 11 và phiên ngày hôm nay thì nó đã đánh thoát vùng 12.5. Ở phiên ngày hôm nay thì có khuyến nghị mua thêm BBB. Ngày 17 tháng 2 là đã có những cái khuyến nghị cân thêm BBB này ở vùng giá 11.5 đến vùng 12. Ở phiên ngày hôm nay thì có thêm cái vùng giá mua của BBB ở khoảng vùng 12.3 đến vùng 12.7 cho phiên hôm nay. Đánh giá về lực phục hồi của BBB, đây đang là những cái điểm mua rất là tốt của BBB và dự kiến là BBB sẽ hồi phục lại được vùng 14 đi. Thoát vùng 14 mà lên được khoảng vùng 15-16 như vậy thì quá là mỹ mãn, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã bắt một cái nhịp sóng lên của BBB tương đối là thành công. Nếu như mà cổ phiếu đạt được vùng 14 cộng, sau đó là đạt được cột mốc khoảng 15 cộng thì như thế rất là ok. Rồi chúng ta sẽ đi view một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán VCI. Ở VCI đây, nó đi lên đến đây, mục tiêu đầu tiên đánh về vùng 55, xong đó trả cung lại ở khoảng vùng 50 không gãy. Lực cầu ổn định không nhỉ? Lực cầu đang hơi thấp, lực cầu phải lên khoảng tầm độ trung bình trên 2 triệu cổ phiếu một phiên thì nó sẽ khá là ok. Dự kiến thì VCI cũng sẽ đánh chạm lại về vùng 6x ở trong cái nhịp đánh này. SSI cũng hoàn toàn tương đối là tích cực. Mẫu hình của SSI nó đi khá giống với nhóm bank.
Lực phục hồi thứ nhất là chúng ta dự kiến chạm về vùng 32, ok đã chạm xong. Sau đó thì nó test này, nó có hai phiên đẩy lại cung ở cái điểm ở khoảng vùng 21 ở đây. Không gãy, lực cầu tiếp tục duy trì ổn định và kéo vượt thoát cái biên biên trên của nó là biên 32, tương đối là ổn định và ok. Trong góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì chúng ta vì thị trường chung, tí nữa thì chúng ta sẽ nói rất kỹ về cái câu chuyện thị trường chung. Nhưng nếu thị trường chung chưa đảo pha sọt và SSI vẫn giữ được ở trên vùng 32 cộng thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm với kỳ vọng có thể nhịp này sẽ đánh về vùng 35 đến vùng 36. Cổ phiếu HCM thì mục tiêu là đang phải đánh chạm lại về vùng 30 nhưng mà chưa chạm được các anh chị, về đây là bệnh 3 cây. Đó, 3 cây bị rung ở đây rồi. Thì về ngắn hạn chúng ta sẽ có những cái điểm test cung của HCM ở khoảng vùng 28 đến vùng 29, vùng 28 không gãy thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Ngược lại nếu vùng 28 HCM bị phá thì đấy cũng là những cái tín hiệu xấu của cổ phiếu và chúng ta cũng cần phải bán ra. SHS và VND, SHS đây, ok. SHS hiện tại đang hơi xấu, tín hiệu dòng tiền này đang cúp đầu và nó chưa vượt thoát được cái biên 26 đến biên 27. Đây chính là cái biên nó cần phải vượt thoát qua, nó giống như SSI ấy. Nó phải vượt thoát được cái điểm 32 thì nó sẽ tích cực hơn. Ở xu hướng ngắn hạn thì SSS có thể sẽ quay về test lại cung ở vùng 24 trước khi mà nó hình thành được một cái nhịp bật ở đây. Ở VND thì đang đi vào trong cái biên đó, tức là có những mã cổ phiếu thì đã thoát biên, có những mã cổ phiếu thì đang trong biên và có những mã cổ phiếu thì đang dưới biên, thì SSH là đang dưới biên. Ở VND thì đang trong biên, tức là nó cần thể hiện được một cái sức khỏe ở vùng 27 đến vùng 28. Câu chuyện có nghĩa là gì? Câu chuyện ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ cần có thêm cái lực cầu của PVD nó mạnh hơn ở khoảng vùng khoảng tầm 5 triệu cổ phiếu một phiên và nó thoát được cái vùng 28 thì xu hướng nó sẽ đi về vùng 3x. Ngược lại nếu mà bị mất cái vùng ở đây, mất vùng 27 thì các anh chị đang có hàng chúng ta sẽ canh chốt. Quan điểm của như vậy, chúng ta phải giữ lãi đúng không ạ? Vì VND cũng đã có một cái nhịp phục hồi tương đối là tốt. FTS các anh chị cân thêm hàng cho Hùng Lê. Ổn đấy, FTS đang ổn rồi. Nó cũng đã có một cái lực phục hồi ở đây, lực phục hồi này thì đưa về biên 16 đến 16.5 và hiện tại thì FTS đã thoát biên 16.5 và đang có những cái điểm test ở quanh 16.5 đến 19. Đây chính là những cái tín hiệu mà dự kiến là FTS sẽ có xu hướng phục hồi về khoảng vùng 18 đến vùng 18.5. Đây là và đến cái vùng này thì chúng ta cũng sẽ canh chốt được. Hai cái mã MBS và CTS, xem MBS. MBS sau một phiên đánh lên tương đối là mạnh ở đây thì MBS sẽ có xu hướng, tức là MBS sẽ có xu hướng test lại vùng 19 đến vùng 20 trước khi hình thành cái xu hướng tiếp theo. Nhưng trên quan điểm kỹ thuật là MBS sẽ test công thành công ở vùng này và sẽ tiếp tục đánh một nhịp nữa. Nhóm banh và nhóm chứng khoán sẽ đánh một nhịp nữa trước khi mà thị trường chung sập. Đấy là theo như dự báo của Hùng Lê là như vậy. Ở CTS thì cũng đang đi vào trong biên và CTS thì cần thêm cái thời gian để chúng ta xem là biên 14 đến biên 15 thôi. Xuất hiện một cái lực cầu khoảng trên 1,5 triệu cổ phiếu và có một cây nến xanh đánh thoát vùng 15 thì chúng ta có thể cân thêm hàng. Ngược lại mất vùng 14 với một lực sọt mạnh thì chúng ta bán hàng. Đó. VX phiên nay trần và cũng đã đưa cổ phiếu này về đến cái vùng kháng cự mạnh ở đây, đó là vùng 28.5. Có thể thứ hai kéo một nhát nữa, nó có thể kéo vượt qua ở đây. Phiên nay thì có một cái lực cầu cũng tương đối là khỏe ở đây. Tuy nhiên Hùng vẫn cảnh báo với các anh chị, vùng kháng cự là vùng rất nhạy cảm và hiện tại thị trường chung cũng đang bước vào những cái vùng kháng cự nhạy cảm. Chính vì vậy chúng ta cứ phòng thân, phòng còn hơn chống. BVS đang có những điểm test lại đây khoảng vùng 20 không gãy, nhưng mà tín hiệu của BVS thì bây giờ chúng ta cũng phải quan sát thêm thôi. Dòng tiền đang hơi yếu và trong ngắn hạn thì cái biên của BVS sẽ là vùng hỗ trợ 20 và vùng kháng cự 22. Có thể là BVS sẽ có những cái điểm đi hình sin ở đây này.
Đó, nó lại có những cái nhịp phục hồi ngắn ở quanh đây. Đó, và khi nào có một cái tín hiệu kỹ thuật mà đánh break được vùng 22 thì cái đó chúng ta sẽ xây thêm cái target cao hơn. Ngược lại, vùng 20 bị phá thì đấy cũng là những cái tín hiệu xấu, chúng ta cần phải bán ra cổ phiếu. AAS. À, đối với AAS, cái tính đầu cơ của cổ phiếu này tương đối là cao, và trong một cái nhịp sóng lên ở đây, nó đánh từ vùng 6 mà lên đến tận vùng 12 là 100% các anh chị, trong một nhịp, nó trong một nhịp 100%, và sau đó thì như nào ạ? Nó cũng trả lại hết tất cả những gì cho ông Mr. Thị trường. Thì cái câu chuyện là chúng ta bán giữ lãi hoặc là chúng ta mua ở những cái vùng hỗ trợ, nó đóng vai trò, những cái vai trò nó rất là quan trọng như vậy. Thì đối với AS, vùng hỗ trợ đây rồi 6.3, và từ vùng này thì chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên, các anh chị nhớ nhá. Tức là khi nào thì chúng ta bắt đầu phân tích một sóng xuống, và khi nào chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên, thì thời điểm này là chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên của AS từ vùng 6.3, và dự kiến là sẽ chạm lại vùng 8. Đầu tiên là sẽ chạm kháng cự 8 đã. Phiên nay là đạt được cao nhất ở 7.9, 7.9, và sau đó thì có những cái điểm test cung lại ở quanh vùng 7.5. Đấy. Thì ở trong góc độ kỹ thuật ngắn hạn của AS, chúng ta sẽ quan sát ở vùng 7.5 đến khoảng vùng 7.9. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành thép anh chị, HPG. Nhiều anh chị có hỏi là bây giờ HPG như thế nào, thì bây giờ cũng chỉ biết nhìn thôi, bởi vì trên góc độ là điểm hỗ trợ mà chúng ta phân tích trong bản tin tuần video số 141, trong một nhịp hồi thì chúng ta có nói đến những cái vùng ở đây, cái vùng mà gọi là vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu này là vùng 35.5 đến vùng 36.5, và trên thực tế thì sau khi mà nó hồi thì nó lại test lại được cái điểm cung của nó ở đây vùng 40 đến vùng 41, khá là ổn. Đó thì sẽ đưa target của em này về lại cái vùng đỉnh cũ của nó, đó là vùng 44 đến khoảng vùng 45 thôi. Và trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái sự vận động của cổ phiếu ở cái vùng này. Đó. Có một cái lực sọt mạnh thì chúng ta bán ra, còn nếu mà nó vẫn giữ được cái biên tà tà như này thì chúng ta sẽ quan sát thêm để chúng ta đánh giá cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu có đánh được break thoát vùng 44 đến vùng 45 hay không. Cổ phiếu Hoa Sen xu hướng là sẽ hồi phục lại ở khoảng vùng 26 đến khoảng vùng 26.5, thì vùng này thì khả năng cũng đem hàng ra chốt thôi, còn động lực hiện tại thì cũng không nhìn thấy quá là nhiều cái mức độ đánh của Hoa Sen. NKG cũng tương tự như vậy, dự kiến thì nó sẽ hồi được khoảng về vùng 17, mạnh hơn thì sẽ là vùng 18. Tức là cái vùng này thì chúng ta cũng sẽ đang mang hàng ra, chúng ta chốt thôi, động lực chưa thấy nhiều. TLH dự kiến phục hồi kỹ thuật từ vùng 6.5, và nhịp này mắc thì sẽ đi về lại vùng 7.7 đến vùng 8, đến vùng này thì cũng mang hàng ra mà chốt. TVN cũng đang xuất hiện một cái lực hồi kỹ thuật ở đây, và lực hồi này thì cũng dự kiến là sẽ đánh về khoảng vùng 13.5 đến vùng 14. Về đến vùng này thì khả năng cao là sẽ là cái vùng kháng cự, và dự kiến thì TVN cũng sẽ có những cái điểm rung lắc về mặt kỹ thuật ở đây, và các anh chị nào có hàng thì chúng ta canh để chúng ta chốt ở cái vùng này. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích nhóm một số các cái mã cổ phiếu của các nhóm ngành khác, ví dụ Viettel, VGI. Đối với VGI, lực phục hồi từ vùng hỗ trợ ở đây là chúng ta nói đến vùng 31.5 đến vùng 32, và sau đó thì chúng ta nói đến cái điểm trả cung của VGI ở vùng 35. Từ đây thì dự báo có một cái điểm sóng hồi này thì sẽ đưa VGI về lại đây, chính là cái vùng ở đây đến vùng 41.5 đến vùng 42. Thì đây này, anh chị nhìn thấy là khi mà nó chạm về lại cái vùng này thì nó đã bắt đầu xuất hiện những cái sự giằng co nhất định. Sự giằng co nhất định với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta sẽ đánh giá VGI ở trên góc độ là VGI có những điểm test
ở khoảng vùng 40, 40 sẽ trở thành một cái điểm hỗ trợ mới của VGI trong cái hành trình đi lên này. Ở vùng 40 của VGI không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định xu hướng nhịp này thì VGI sẽ hồi phục lại, tiếp tục tăng lên khoảng vùng giá 45. Tín hiệu của VGI hiện tại đang khá là ok. CTR đây, ok rồi. CTR cũng như vậy, chúng ta có đánh giá ở từ vùng 72, sau đó thì lên khoảng vùng 85, tiếp tục lên vùng 90. Rồi, và lên đến vùng 90 này thì cũng là vùng kháng cự tương đối là mạnh. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật và những cái ý đồ tạo lập thì nó sẽ có những cái điểm test cung 87.5 đến vùng 90. Và dự kiến thì CTR nó cũng sẽ có những cái có một phiên nó đánh đánh sốc lên. Thì cái phiên đánh sốc đó chúng ta làm gì? Chúng ta mang hàng ra chúng ta chốt chứ không phải là chúng ta mua thêm hàng. Và vùng 87.5 đến vùng 90 đó là sẽ là những cái vùng test của em này. PC1, một số các mã cổ phiếu của ngành điện thì hiện tại cũng thấy PC1 đang rất là hay. Hoặc hiện tại thì cũng đang nắm giữ mã cổ phiếu này. Bởi vì gần như PC1 cũng đã đánh đánh hết 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 trend kỹ thuật, tức là hết những cái vùng kháng cự rồi. Thì nó bay lên đến cái vùng này thì khả năng là lái nó sẽ kéo thôi. Nó sẽ kéo thôi, và phiên ngày hôm nay thì tiếp tục canh mua thêm ở vùng 26.3. Đây chính là những cái vùng test khá là đẹp, thậm chí là chúng ta có thể mua 26.3 này, rồi có một cái điểm ở đây nữa này. Chúng ta chia ra chúng ta nhìn để chúng ta nhìn để chúng ta rồi nếu mà vùng 26.3 khớp rồi á, thì chúng ta có thể mua ở vùng 25.7 này và thêm một điểm 25 nữa. Đó, chúng ta có 3 điểm mua cho PC1 ở trong cái giai đoạn này. Và sau 3 điểm mua này mà cái vùng 25 mà nó không bị gãy thì chắc chắn PC1 sẽ tiếp tục kéo. Mã cổ phiếu GEX thì là mã cổ phiếu của công chúng rồi. Nói chung là công chúng ai cũng biết và nhiều anh đánh lắm. Thì GEX chúng ta có nói đến ở trong bản tin tuần và có nói đến ở vùng hỗ trợ 18.5. Sau đó thì GEX sẽ đánh lên khoảng vùng 21, thoát 21 rồi. GEX hiện tại đang khá là ok. GEX ok rồi các anh chị. Và với xu hướng hiện tại thì chính xác là GEX sẽ có một cái nhịp phục hồi kỹ thuật. Và nhịp này nó sẽ đi về đâu? Đó thì đơn giản như vậy thôi. Vùng 23.5 đến vùng 24 dự kiến ở vùng này thì anh chị chúng ta mang hàng ra để chúng ta chốt. À, nói thêm một cái mã cổ phiếu FRT nữa cũng khá là hay, và FRT thì cũng đã khuyến nghị đầu tư rồi, bắt rồi. Phiên qua các cái điểm về mặt kỹ thuật đó, thì chúng ta thấy rằng là FRT bây giờ cũng đang rất là đẹp rồi. Đây này các anh chị, FRT có mấy điểm mua rồi đó. Ngày hôm nay 17 tháng 2 có một điểm này 25.5 đến vùng 26. Ngày 17 tháng 2 có một điểm, phiên ngày hôm nay cũng chủ động để tăng tỷ trọng cổ phiếu. Dự kiến test ở vùng 273 đến vùng 28. Và kết phiên thì cổ phiếu đóng cửa ở vùng 29.15, không đóng cửa phiên cao nhất. Không đóng được ở lực cao nhất. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì những cái điểm mà khi FRT đã break khỏi vùng 28 này thì xu hướng nó sẽ tiếp tục đánh. Kỳ vọng đầu tiên thì chúng ta dự kiến ở khoảng vùng giá 2 đây đi 30, khoảng vùng đây, khoảng vùng 32. Đấy, hồi phục lên được khoảng đến tầm vùng 32 là đẹp rồi. Đó. Một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành thủy sản MPC. Ở MPC nó có một cái tin là thuế của Mỹ nên là nó đánh sốc, mà nó đánh như này thì gần như chúng ta sẽ khá là khó bắt, trừ khi là các anh chị em của chúng ta đã gọi là chuẩn bị sẵn trước, gọi là điểm hỗ trợ ở trong nhịp này của cổ phiếu ở vùng 28. Còn khi mà nó đã đánh một phiên như này thì gần như chúng ta sẽ rất là khó bắt ở sau này. Để bắt như thế nó sẽ rất là nguy hiểm. VHC đến thời điểm hiện tại thì VHC cũng đã có một cái lực phục hồi. Và cái lực phục hồi này thì nó đã đưa cổ phiếu về lại cái vùng ở đây, đó chính là cái vùng 40. 40 đến khoảng vùng 41 thì đây chính là những cái vùng kháng cự của cổ phiếu ở trước đó. Nên cái xu hướng là cổ phiếu sẽ chậm đà tăng ở đây các anh chị nhé. Sẽ chậm đà tăng ở đây, nó sẽ chậm đà tăng ở đây, nên chúng ta sẽ chú ý ở điểm này. CMX thì hiện tại là ổn, có thể canh mua dần được anh chị. Và chúng ta canh những cái điểm mà CMX test cung
sẽ mới test cung lại ở quanh vùng 15 đến khoảng vùng 15.2 thì chúng ta mua, bởi vì bản chất là nó đã có một cái điểm tạo nền ở dưới này rồi, ở vùng 14 đến vùng 14.5, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích một cái sóng lên đó, bắt đầu phân tích một cái sóng lên của CMX hiện tại khá là ok. Chúng ta đảo qua một số cái mã cổ phiếu của nhóm ngành mía đường SLS, mục tiêu của SLS chúng ta xây target 100, được 100 cho các anh chị, thậm chí là còn được 104 rồi chứ không phải 100 nữa. Thì con SLS á, bản chất của con này tại sao Hùng có khuyến nghị phân tích đầu tư, bởi vì là những cái nhịp tăng của nó thường là nó sẽ tăng rất là dài, những cái trend nó tăng rất là dài, và với xu hướng hiện tại thì nó sẽ đi về khoảng vùng 120 đó, mùng 100 khỏe không, 120 thì khả năng khó, khoảng 115, 115 là hoàn toàn khả thi cho SHS. QNS phiên ngày hôm nay cũng đã chính thức là đi về cái vùng kháng cự ở đây đó, QNS rất nhiều những anh chị cày cái mã cổ phiếu này và chỉ bắt đi bắt lại thôi. Thì phiên ngày hôm nay cũng chính thức là đi về vùng kháng cự bao nhiêu, 41.5 đến khoảng vùng giá 42, với một lực cầu tương đối là mạnh. Lực cầu này thì là lực cầu bất thường, thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá thêm, nhưng trên góc độ kỹ thuật là cứ chạm kháng cự thì không biết, tôi cứ mang khoảng tầm độ 10, Hùng thường sẽ bán khoảng tầm 20 đến 30% ở vùng kháng cự đối với QNS, và với tất cả các mã cổ phiếu cứ về đến kháng cự là bán cái đã, chưa biết thế nào. SBT ở đây về cơ bản, SBT ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là nó đã chạm về lại vùng kháng cự 24, nên là nó có 3 phiên này đó, thì nó sẽ test lại, hay nói nôm na là nó sẽ lấp lại cái gap ở đây, đó là vùng 22. Nếu cổ phiếu vẫn giữ được ở vùng 22 thì chúng ta sẽ tiếp tục giữ, gãy 22 thì chúng ta bán sau các cái nhịp test cung ở đây. LSS cũng đã có một cái nhịp tăng, nhịp hồi phục rất là ok, và nó đã đi lại về cái vùng kháng cự của nó ở đây, đó là vùng 12. Trên góc độ kỹ thuật thì LSS sẽ có những cái điểm trả lại cung cầu, sẽ có những điểm trả cung cầu, bởi vì trong cái thời điểm hiện tại LSS nó tăng nó hơi bị mở gap, nó tăng nó hơi bị mở gap. Đối với các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm nắm LSS đó, thì các anh chị quan sát giúp Hùng cái điểm, cái xu hướng của cái điểm lấp gap của nó sẽ lấp lại ở khoảng vùng 11.5 đến khoảng vùng 12. Đây sẽ là cái vùng mà LSS sẽ test lại cung cầu trước khi mà nó hình thành nên một cái xu hướng tiếp theo. Gãy 11.5 tức là bị sọt qua 11.5, bị bán qua 11.5 thì chúng ta nên chốt. Còn nó vẫn nằm ở trong cái biên 11.5 đến biên 12 thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Đấy là cái nguyên tắc cơ bản nhất của cổ phiếu. Chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành cao su nhỉ. View lại cao su xong rồi chúng ta sẽ tập trung đi phân tích thị trường. DRC ok, những cái lực hồi này thì cũng đã chính thức là hoàn thành cái vùng mục tiêu trong một cái nhịp hồi phục kỹ thuật, đưa cổ phiếu về lại vùng 28. Xu hướng mạnh thì sang phiên tuần mới sẽ có thể đánh dốc về khoảng vùng 29.5 đến vùng 3x. Lực cầu của DRC cũng đang tương đối là khỏe, đang tương đối là khỏe, thì chúng ta lại xem là đang nhịp này. Nhịp này thì DRC sẽ thoát vùng 30. Xu hướng là sẽ thoát vùng 30, các anh chị đánh như thế này là sẽ thoát vùng 30 và sẽ đi về khoảng vùng 32. Nên là các anh chị nào mà chúng ta đang cầm DRC thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm cho target dự kiến ở khoảng vùng 32 hợp lý. PHR đây, hồi phục, chúng ta đánh giá một sóng lên từ vùng 56. Như vậy là đã đưa về lại vùng 63. Đây các anh chị, về đến đây thì thông thường là cổ phiếu khi chạm đến cái vùng này đó, thì nó sẽ có những cái nhịp chỉnh, và những cái nhịp chỉnh này thì chúng ta sẽ lấy cái mốc này làm mốc hỗ trợ các anh chị này. Chúng ta sẽ lấy vùng 60. 60 nghĩa là gì? Có nghĩa là PHR nếu cứ đóng trên 60 thì chúng ta sẽ cầm, và xuất hiện một cái lực cầu khoảng khoảng tầm trên 1,5 triệu cổ phiếu và giá tiếp tục tăng thì chúng ta có thể
canh để chúng ta mua thêm, về bởi vì như vậy thì cao su thì cái xu hướng của PHR sẽ tiếp tục tăng. Con ship này thì view thôi, thanh khoản nó thấp. Trong cái thời điểm hiện tại thì ship đang ở vùng kháng cự 230. Vùng hỗ trợ ở đây này, vùng hỗ trợ ở đây là 190, 190, 2530. Tức là nó đang hình thành một cái hình sin ở đây. SRC thanh khoản đang hơi thấp và thời điểm này thì chúng ta cũng sẽ chưa có thêm những cái đánh giá. Ở nhưng trên góc độ kỹ thuật đó, thì cổ phiếu SRC nó có cái tính chất như thế này các anh chị, đó là cái gì ạ? Đó là nó đánh đây tôi bỏ mùng mới bỏ những cái này. Ra xem đến tuần đó, thì SRC thì chúng ta phải đánh theo góc độ nó dài hơi hơn một tí. Đó là chúng ta không thể là xem trên ngày được mà chúng ta sẽ xem trên tuần. Thì trên trên tuần thì hỗ trợ ở nó của nó là vùng 20. Có nghĩa là gì? Cứ khoảng quanh 20 thì chúng ta đặt mua, 22 bán. Như vậy là một nhịp 2/20. Đó, một nhịp nó cũng chạy khoảng tầm 10%, lướt lát quá là ổn đây này. Đó, anh chị nhìn này, đó, 20 mua, 22 bán, 20 mua, 22 bán, 20 mua, 22 bán, 20 mua. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó. 10 nhịp nó loanh quanh cái chỗ vòng vo này cũng 10 nhịp đó, thì tùy từng cái đặc tính của từng mã cổ phiếu mà các anh chị của chúng ta, khi mà chúng ta nắm vững được từng cái đặc tính nó thì chúng ta sẽ rất là ok trong các cái trading của chúng ta. DRI hiện tại như thế nào nhỉ? DRI thì đang chạm về đây. Rồi, DRI cũng đã có một cái nhịp phục hồi và nó đưa lại về cái vùng kháng cự ở đây. Đây đang là kháng cự các anh chị, trước là hỗ trợ thì bây giờ thành kháng cự hết. Vùng 8 thì dự kiến những anh chị cũng có nhiều anh chị đang cầm mã cổ phiếu này. Ở vùng 7.5 đến vùng 8, vùng 7.5 dự kiến những điểm trả cung đẹp. Tức là DRI sẽ đi vòng vo ở trong cái điểm này trước khi mà có những cái phiên gọi là bứt cầu đánh ép. Nó những phiên bứt cầu đánh ép thì nó phải tầm trên 1,5 triệu cổ phiếu, thì đấy là những cái điểm mà chúng ta sẽ canh và chúng ta mua tăng ở cái tỷ trọng của chúng ta để kỳ vọng một cái lực phục hồi nó tốt hơn. Ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cũng có đề cập đến bộ ba các mã cổ phiếu của anh Quyết. Mọi người cứ bảo anh Quyết nhưng mà anh Quyết cũng có những cái rất là hay. TCH, HHS này, FRT này. Đây. Thì chúng ta nói đến ba mã cổ phiếu của anh Quyết Còi. Đó, anh Quyết Còi. Cổ phiếu đầu tiên là HA. Thì tại sao bây giờ đến thời điểm hiện tại là chúng ta lại quan tâm đến đầu cơ? Đấy, HA ngày hôm nay cuối phiên là đánh rất là đẹp. Tại thời điểm đó thì cũng có nói đến, lúc đó là mấy giờ nhỉ? Lúc đó là buổi sáng, lúc đó là 10 giờ 47 phút các anh chị. Lúc đó HA chưa đánh như này đâu. HA chưa có một cây nến xanh đẹp như này đâu. Thì cũng đã có những cái đánh giá về HA. Đó là cái vùng hỗ trợ của nó là 4.66 đến vùng 5. Đây sẽ là vùng mà các anh chị chúng ta sẽ quan tâm trở lại và chúng ta mua trở lại. Đó, đánh từ vùng 5, 5 mà nhịp này hồi phục về đến khoảng vùng 6. Đó, đẹp nữa thì khoảng vùng 6.5. Như vậy là tăng được khoảng 1.500, 1,5 mà trên cho giá vốn 5, 30% làm gì cho lại, đúng không ạ? Ta chỉ kỳ vọng khoảng 5-10% là chúng ta té rồi. Thì đối với HA rất là đẹp các anh chị, cân ngay, không là không kịp đâu. Cổ phiếu thứ hai của anh Quyết AMD. AMD cũng đẹp rồi, sau một cái nhịp mà rơi long sòng sọc đó, những anh chị em mà cứ trao đảo ở trên này là chỉ có quang tèo, đúng không ạ? Nhưng với quan điểm của Hùng Lê luôn hướng anh chị những điểm trên này chúng ta không mua, nhưng đoạn này chúng ta mua được rồi này. Đó, đoạn này là vùng 2.8 đến vùng 2.9, canh mua ngay. 2.93 cũng được, nói chung nôm na là cái vùng loanh quanh ở đây, và khi nào xuất hiện một phiên mà anh ấy đánh piu một phát bay qua vùng 3, đó là khi đó là chúng ta chốt điểm mua cuối cùng. Đó, chốt điểm mua cuối cùng kháng cự 3, chúng ta chốt điểm mua cuối cùng vôn đạt khoảng tầm trên 6 triệu cổ phiếu là chúng ta nã thôi. Đó, và chúng ta phải mua ngay AMD. Thêm một mã cổ phiếu của anh Quyết nữa, bộ 3 này, cổ phiếu 2 cũng như vậy, thông thường nó sẽ chạy song hành với nhau. Đấy, anh nào mà đua trên này là quang tèo hết. Đấy, anh nào mà đua 3.6 là quang tèo hết. Nhưng đến đoạn này là chúng ta lại 22 ở đây. Đến đoạn 22 này là đoạn nào? Là vùng 2.85 đến vùng 3. Đây sẽ là cái vùng mà anh chị chúng ta sẽ canh mua mã cổ phiếu 2.
Được rồi anh, đoạn này là ổn đấy, mua đoạn này là sẽ khả năng là sẽ có ăn đấy, không không lo đâu. Vùng giá 3 mà lên được khoảng vùng 3.4 đi nhỉ, kỳ vọng lên được 3.4, tức là 0.4, chúng ta thử tính xem 0.4 chia cho 3 cũng được 13% mà, cái này thì thấp hơn nhỉ, hơi thấp nhưng không sao cả. Đấy là những cái mã cổ phiếu đầu cơ, chúng ta làm một nhịp 5-7%, 10% như thế cũng là rất là yên tâm rồi. Rồi phần còn lại của bản tin thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đi phân tích cái xu hướng của thị trường chung. Thì chúng ta sẽ đây, xu hướng của thị trường chung thì chúng ta sẽ nhìn trên góc độ tổng quan về mặt thị trường. Chúng ta sẽ nói ở trên bản tin ngày trước. Thì đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng nhìn thấy đây đúng không ạ? Đây chúng ta sẽ view cao cao cái này lên một tí. Rồi. VN-Index của chúng ta phục hồi từ bản tin tuần video số 141 và đến thời điểm hiện tại là đang tiệm cận lại vùng 1.180 điểm. Đây là cái vùng kháng cự tương đối là mạnh. Ở vùng kháng cự này, kháng cự mạnh nên hai phiên đúng không ạ? Hai phiên là bắt đầu cái đà tăng của thị trường đã bắt đầu chậm lại, khả năng thị trường bắt đầu chậm lại. Thì chúng ta hãy nhìn lại về quá khứ một tí. Tức là khi đà tăng của thị trường chậm lại thì nó có thể chậm lại một vài phiên. Và đến thời điểm hiện tại ở đây là trong cái cú đạp của phiên ngày 19 tháng 1 thì đà tăng của thị trường chậm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6 phiên. Tức là đà tăng của thị trường chậm lại trong 6 phiên thì thị trường mới rơi mạnh. Và sau một cái cú rơi mạnh như thế này thì gần như là nhà đầu tư không thể trở tay kịp và mọi người bắt đầu than phiền rằng là trời ơi, đi thì lên thang bộ, xuống thì xuống thang máy. Thì cái câu chuyện là gì? Chúng ta không được than phiền như vậy, chúng ta phải luôn chủ động trong mọi cái tình huống. Và những cái tình huống khi chúng ta nhận diện thấy những cái đà tăng của thị trường chậm lại, đó là những thời điểm mà chúng ta đã hạn chế mua và chúng ta sẽ tăng bán. Đó, chúng ta sẽ tăng bán. Thì đây là những cái thời điểm như thế nào? Đây là những cái thời điểm mà đà tăng của thị trường đang bị chậm lại. Các anh chị nhớ lại khi mà Hùng đánh giá một cái cây T3 ở đây, cây Doji ở đây, trên cái phân tích tuần của bản tin cũ thì cũng như vậy, tức là đà tăng thị trường đang bị chậm lại hai phiên thì đến phiên thứ ba nó bị rơi rất sâu. Và đến cái đoạn rơi này thì gần như các anh chị là chỉ có ôm cổ phiếu và sau đó thì nhìn tài khoản của mình một ngày giảm sâu hơn mà thôi. Rất nhiều, rất 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 khó để chúng ta bán ở những cái thời điểm là thị trường rơi sâu như thế này. Thì đến thời điểm hiện tại là VN-Index Hùng đang đánh giá ở cái vùng kháng cự rất mạnh ở vùng 1.180 điểm đến vùng 1.185 điểm trong cái bản tin phân tích tối ngày hôm qua trên kênh. Đấy. Đây. Đó thì các cái ngưỡng kháng cự của thị trường trong cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu, trong cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu đó là vùng 1.180 điểm đến vùng 1.185 điểm của VN Index, thì đây là một vùng kháng cự rất là mạnh. Cùng với đó thì chúng ta cũng nhận diện thêm cái xu hướng của VN 30. Đó thì xu hướng của VN 30 thì cái vùng 1.195 điểm, vùng 1.195 điểm cũng là cái vùng kháng cự rất là mạnh. Vùng kháng cự rất là mạnh của VN30 đây. Thì đối với VN30 cũng vậy, cũng như vậy, sau những cái điểm mà chậm đà tăng thì thị trường nó có một cái phiên lao như thế này thì chúng ta sẽ rất là khó khăn. Đó thì đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ nhận diện thêm một cái xu hướng nữa của VN30, nó là cũng đang nằm ở trong một cái biên kháng cự mạnh. Cùng với đó của phái sinh thì chúng ta cũng thấy rằng đây, phái sinh sau một cái thời điểm đi ngang ở trong một cái biên hẹp thì bắt đầu xuất hiện một cái tín hiệu sọt mạnh ở đây, cùng với cái đà rơi của cơ sở thì đối với phái sinh của chúng ta cũng đang đi vào cái biên, chúng ta có thể nhìn thấy một cái biên 1.800 điểm đến 1.200 điểm, 1.180 điểm đến 1.200 điểm, xin lỗi cả nhà. Thì đây cũng là cái biên kháng cự mạnh và phái sinh cũng như vậy, trong một cái nhịp hồi phục lần thứ hai thì nó cũng bị đạp. Vậy thì bây giờ đến cái thời điểm này thì chúng ta nên xử sự như thế nào? Thì hiện tại là chúng ta đang nhận diện rằng bộ ba các cái chỉ số của thị trường của chúng ta đang đi về những cái vùng kháng cự mạnh. Thứ hai Hùng muốn chia sẻ đây là chúng ta đánh giá ở trên góc độ nhóm ngành thì Hùng đã view cho các anh chị các cái bộ trụ, và trong cái trụ thì hiện tại đang chỉ còn một số các cái trụ có thể kéo được. Cùng với đó thì các cái nhóm mà banh và nhóm chứng khoán cùng với nhóm P thì P là đang bước vào xu hướng chỉnh giảm rồi. Vậy thì nhóm banh nó vẫn còn một cái lực dư địa tăng, tuy nhiên
Trên góc độ kỹ thuật thì các cái mã cổ phiếu đã chạy thì nó đã chạy rất là dài rồi và nó đang đi về những cái vùng kháng cự tương đối là mạnh. Ví dụ đơn cử công thương đúng không ạ? Đó, CTG. Thì công thương nếu có tăng thì công thương cũng sẽ kéo thêm được khoảng 1 đến 2 phiên nữa. Đó, và kéo thêm 1 2 phiên nữa để lấy điểm số thị trường. Đó, hoặc là ví dụ như Vietcombank đúng không ạ? Thì nó cũng sẽ kéo lên được đến khoảng vùng 105. Từ vùng 101 đến 105 nữa kéo tăng thêm khoảng 3-4 điểm nữa. Đó, 3-4 điểm nữa. Đó, thì cái dư địa của nhóm banh đang còn có thể kéo được để giữ thị trường. Đó, giữ thị trường trong phiên giao dịch ngày thứ 2 và phiên giao dịch ngày thứ 3. Thì trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta đánh giá rằng là cái nhịp phục hồi của thị trường của chúng ta đang đẩy thị trường của chúng ta về những vùng kháng cự mạnh. Và về đến những cái vùng kháng cự mạnh như vậy thì tâm thế và vị thế của chúng ta làm gì? Đó là chúng ta phải chủ động để chúng ta thích ứng. Các anh chị đừng bao giờ than phiền rằng trời ơi sao nó lên thì lên thang bộ, xuống bằng thang máy, như thế tôi phải làm thế nào. Nhưng cái câu chuyện là chúng ta không chịu vận động cái sự phân tích của chúng ta. Đó, khi thị trường của chúng ta đang có những cái cơ hội chúng ta có thể bán được hàng thì chúng ta không bán. Nếu mà chúng ta đang lãi 5%, chúng ta muốn 10%, cái câu chuyện nó nằm ở chỗ đó. Tức là gì? Chúng ta phải, khi thị trường chúng ta đi về những vùng kháng cự thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải luôn luôn chủ động trong tài khoản của chúng ta. Đó, thì đối với góc độ về phiên giao dịch của phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 tuần tới thì khả năng cao thì thị trường của chúng ta sẽ chậm lại cái đà tăng. Và sau cái chậm lại đà tăng đó thì chúng ta sẽ có những cái ngưỡng hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Đó, sẽ có các cái ngưỡng hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Thì trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì Hùng sẽ lấy cái vùng 1.150 điểm sẽ là cái vùng hỗ trợ của VN Index cho phiên giao dịch ngày thứ 2. Sẽ phiên giao dịch ngày thứ 2. VN30 sẽ nằm ở vùng khoảng 1.160 điểm đến khoảng vùng 1.165 điểm. Và cùng với đó thì VN30 F1M thì chúng ta sẽ lấy ở mốc 1.165 điểm đến 1.170 điểm. Đấy sẽ là các cái mốc hỗ trợ. Thì các cái mốc hỗ trợ này nó có một cái vai trò như thế nào? Nó sẽ có một cái vai trò về mặt định lượng, về mặt kỹ thuật. Tức là khi các cái vùng hỗ trợ đó của chúng ta được giữ vững thì đó, thì chúng ta còn có thể cầm nắm các cái vị thế của cổ phiếu. Còn khi những cái mốc hỗ trợ kỹ thuật của chúng ta bị phá vỡ thì thị trường sẽ bị sọt rất là mạnh. Các anh chị có thể xem lại tất cả các bản tin tuần khi mà Hùng đưa ra các cái vùng hỗ trợ đây. Ví dụ đây, đây cũng là một ví dụ đó, phá sinh bị mất hỗ trợ, bị sọt mạnh. Và đây là một cái lần thứ hai phá sinh bị mất hỗ trợ thì cũng bị tới bến luôn. Và các cái nhịp ở sau này cũng như vậy. Thì câu chuyện là gì? Các anh chị có thể nhìn thấy đây. Bây giờ khi mà thị trường chung nó đi về cái vùng này, về cái vùng này, đây là những vùng kháng cự rất mạnh của thị trường. Thì để chủ động thích ứng có nghĩa là gì? Chúng ta cần phải hành động trước khi mà thị trường sập, chứ đến đợi đến lúc thị trường sập mà chúng ta mới hành động thì lúc đó chúng ta không thể hành động được. Đấy là một nguyên tắc. Đó. Vậy thì các cái mốc hỗ trợ của thị trường các anh chị chúng ta lưu ý giúp Hùng Lê, đó là các mốc mà Hùng vừa mới nói xong. Cùng với đó thì hàng ngày Hùng sẽ có những cái bản tin phân tích định lượng về thị trường. Một tuần chúng ta có một bản tin tuần, nhưng hàng ngày cũng sẽ có những cái phân tích định lượng. Những phân tích định lượng đó sẽ bao gồm các phân tích định lượng về các ngưỡng hỗ trợ, các ngưỡng kháng cự đó, và các cái mốc về thị trường để giúp cho anh chị em của chúng ta có thể yên tâm khi nào thì chúng ta còn cầm nắm cổ phiếu được, khi nào thì chúng ta phải bán. Đó. Và một cái nguyên lý vận hành chung của toàn bộ thị trường mà anh chị em nhà đầu tư của chúng ta cần phải lưu ý đó là gì ạ? Khi thị trường chung tăng thì gần như thuyền lớn thuyền bé, tất cả các mã cổ phiếu đều tăng. Và khi thị trường chung phá sinh mà nó đánh trend short á thì gần như không có cái mã cổ phiếu nào có thể chống được ở những cái nhịp short của thị trường cả. Chính vì vậy nên là chúng ta cần phải vận hành cái mảng cơ sở. Trên cơ sở chúng ta phân tích định lượng những cái sóng tăng, những cái sóng giảm của phá sinh của VN30. Đó, rồi từ đó thì chúng ta mới có những cái điểm mua hợp lý. Ok, bản tin tuần đầu xuân đến đây là hết. Cùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Và một lần nữa thì chúng ta cùng kỳ vọng một năm mới gặp mọi người sẽ có một sức khỏe thật là tốt để tiếp tục chiến đấu với thị trường, để tiếp tục đồng hành cùng với Cùng Lê trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng.
Và cùng với đó thì về đồng hành và ủng hộ ông Lê tại công ty chứng khoán VPS để tham gia phần các cái phân tích nhận định chuyên sâu của ông Lê trên Zoom không chat. Cùng với đó thì sẽ có những cái trao đổi trực tiếp một một với ông Lê qua điện thoại hoặc là qua Zalo. Và chúng ta cùng kỳ vọng một năm 2021 ở tất cả cộng đồng nhà đầu tư sẽ có lãi, sẽ có tiền, và để đến Tết sang năm chúng ta lại nói lại về câu chuyện thị trường ở trong một cái tâm thế vị thế như là cái bản tin kết tuần, như là những cái thời khắc mà chúng ta đón chào năm Tân Sửu của năm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản điển tin tiếp theo.